Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Tập 123. Dầm, một vị cao thủ cảnh giới đại đế chặn trước mặt Tiêu Chính Văn, sau bước chân của anh, hắn bỗng biến thành xương máu tan theo gió trong nháy mắt. Ngay sau đó, một vị cao thủ cảnh giới đại đế bên cạnh Điền Trần vừa định xoay người chạy trốn, lại bị một trận gió quét từ trên trời xuống lập tức biến thành cho bụi. Thế này, cậu ta là người sao? Đừng, đừng, đừng giết tôi. Vô số đệ tử Tề Thiên Thư Viện bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ tè ra quần, rối rít quỳ xuống bái lại Tiêu Chính Văn. Ánh mắt Tiêu Chính Văn lướt qua khuôn mặt mọi người mang vẻ không buồn không vui. Chỉ một ánh mắt, ngay lập tức Lưu Trường An trong đám người nổ thành một đống thịt vụn. Đáng sợ đến nỗi mấy người xung quanh ngất xỉu ngay tại chỗ. Giây kế tiếp, Tiêu Chính Văn lại bước thêm một bước. Căn phòng giam Võ Anh Hào bị san thành đất bằng trong nháy mắt, ngay cả trận pháp bảo vệ cũng tan thành mây khói trong nháy mắt. Cùng lúc đó, Điền Trần và hai vị cao thủ cảnh giới đại đế cũng đồng thời hóa thành cho bụi. Giờ khắc này, Võ Anh Hào ngơ ngác nhìn người bịt mặt trước mắt, trong ánh mắt cũng không chút sợ hãi, ngược lại trên mặt đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Chỉ trong khoảng 3 bước, Tiêu Chính Văn đã đột phá liên tiếp 3 cảnh giới lớn. Lúc này đã đạt tới đế cảnh cấp 5. Một mình Tiêu Chính Văn chỉ với 3 bước đã chém liên tục 5 vị cao thủ cảnh giới đại đế, làm chấn động toàn bộ Tề Thiên Thư Viện. Có một chuyện tôi không rõ lắm, muốn hỏi ý kiến của cậu chủ Võ, giọng nói của Tiêu Chính Văn rất bình tĩnh, mở lời hỏi Võ Anh Hào. Anh hỏi đi, tôi sẽ nói hết những gì tôi biết. Mặc dù Tiêu Chính Văn đang đeo khăn che mặt màu đen, nhưng Võ Anh Hào có thể nhận ra Tiêu Chính Văn ngay thông qua khí tức. Nếu đối phương đã che mặt thì chắc chắn sẽ có mục đích riêng, cho nên Võ Anh Hào cũng không tiết lộ thân phận của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhìn Võ Anh Hào nói, nhà họ Khổng có kế hoạch gì? Có phải liên quan đến chiến trường ở vùng ngoài lãnh thổ không? Võ Quay Hào quay lại nhìn Tiêu Chính Văn, khẽ nhíu mày, lẽ nào Tiêu Chính Văn chỉ vì nghi vấn này mà công khai tấn công Tề Thiên Thư Viện? Hơn nữa còn tiện tay giết người thân của Lưu Bá Ôn, tương đương với việc đắc tội với cả Lưu Bá Ôn và nhà họ Khổng. Mặc dù bây giờ Tề Thiên Thư Viện không thể làm gì Tiêu Chính Văn, nhưng sau khi biết Tiêu Chính Văn làm chuyện này, cả nhà họ Khổng và Lưu Bá Ôn đều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chủ nhân thật sự của Tề Thiên Thư Viện là Khổng Tề Thiên cũng sẽ không bỏ qua cho Tiêu Chính Văn. Thực ra tôi cũng không rõ mục đích của nhà họ Khổng là gì. Tôi chỉ biết bọn họ đang liên kết với tất cả hoàng tộc. Hơn nữa còn rêu rao rằng sẽ thống nhất vùng ngoài lãnh thổ trong vài năm tới. Mặc dù tôi không biết mục đích cuối cùng của bọn họ là gì, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng nhà họ Khổng đã thuyết phục nhà họ Chu và nhà họ Lý sẽ không tham gia vào các cuộc tranh chấp ở vùng ngoài lãnh thổ. Chắc anh cũng đã biết về nhà họ Võ chúng tôi. Nếu thuận theo ý của nhà họ Khổng, bọn họ cũng sẽ không giam cầm tôi ở đây. Võ Anh Hào vừa nói vừa bước ra khỏi khoảng sân. Đi đến trung tâm quảng trường của Tề Thiên Thư Viện. Ồ, vậy có nghĩa là ngoại trừ nhà họ Võ, hầu như tất cả hoàng tộc đều đã quy phục nhà họ Khổng. Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày hỏi. Cũng chưa chắc, chỉ là nhà họ Chu và nhà họ Lý tạm thời không tham gia vào cuộc tranh chấp ở vùng ngoài lãnh thổ. Cũng có thể hiểu rằng hai nhà họ đã cúi đầu trước nhà họ Khổng. Võ Anh Hào phân tích. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Xem ra nhà họ Khổng cũng đang tính toán một ván cờ lớn. Nếu nhà họ Khổng thành công, e rằng vùng ngoài lãnh thổ sẽ không còn là màn chắn giữa giới thế tục và vùng ngoài vũ trụ nữa. Xem ra anh phải nhanh chóng phát triển thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ để cạnh tranh với nhà họ Khổng càng sớm càng tốt. Nghĩ vậy, Tiêu Chính Văn nói với Võ Anh Hào, trong Tề Thiên Thư Viện chắc vẫn còn rất nhiều loại đan dược như phá cảnh đan nhỉ. Võ Anh Hào khẽ gật đầu, đây là chuyện đương nhiên. Dù sao Tề Thiên Thư Viện cũng là một trong những thế lực quan trọng nhất của nhà họ Khổng. Có rất nhiều loại đan được có thể nhanh chóng nâng cao tu vi như phá cảnh đan và thiên cảnh đan. Lát nữa anh hãy giúp tôi đưa những viên đan được này đến đế khư, được không? Tiêu Chính Văn bình tĩnh hỏi. Cướp của Tề Thiên Thư Viện, mí mắt Võ Anh Hào giật mạnh. Nhưng ngay sau đó, anh ta lại bình tĩnh lại, những đan dược này để đây cũng chẳng có tác dụng gì. Đưa đến Điện Thần Long cũng coi như là vật có tác dụng. Nghĩ vậy, Võ Anh Hào khẽ gật đầu. Anh muốn dùng cách này để chiêu mộ các thế lực ở vùng ngoài vũ trụ gia nhập Điện Thần Long sao? Thân là người kế thừa của nhà họ Võ, Võ Anh Hào chắc chắn không chỉ có hư danh, anh ta lập tức đoán ra được suy nghĩ của Tiêu Chính Văn.
Đúng vậy, nếu nhà họ Khổng thành công dễ dàng, vùng ngoài lãnh thổ sẽ không còn là màn chắn nữa, mà thay vào đó sẽ là mối đe dọa lớn cho giới thế tục. Vì vậy phải khiến căn cơ của nhà họ Khổng ở vùng ngoài lãnh thổ lung lay mới được. Thân là người thừa kế nhà họ Võ, chắc anh cũng biết tầm quan trọng của chuyện này, Tiêu Chính Văn lạnh giọng nói. Ba thứ khiến nhà họ Khổng có thể kiểm soát nhiều thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ như vậy chính là giáo dục, tài sản và đan dược. Một mặt, dùng ảnh hưởng của Nho giáo kết nối với những tông môn tin theo Nho giáo, sau đó dùng tài lực để kiểm soát những tông môn yếu kém đó. Cuối cùng dùng đan dược nâng cao cảnh giới để nắm bắt lòng người, khiến bọn họ tình nguyện làm việc cho nhà họ Khổng. Chắc anh cũng biết, nếu làm vậy, anh sẽ không bao giờ hòa giải được với nhà họ Khổng, thậm chí anh sẽ bị nhà họ Khổng trả thù. Võ Anh Hào do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhắc nhở Tiêu Chính Văn. Kể từ khi nhà họ Khổng tiến vào giới thế tục, ức hiếp người dân, tôi và nhà họ Khổng đã kết thành thù không đội trời chung. Nói xong, Tiêu Chính Văn phất tay, một luồng gió phóng ra, hàng ngàn đệ tử của Tề Thiên Thư Viện lập tức nổ tung, biến thành xương máu. Trong chốc lát, cả Tề Thiên Thư Viện như được rửa sạch bằng máu, thậm chí máu còn tụ lại thành một con sông nhỏ, chảy về phía cổng của Tề Thiên Thư Viện. Anh Tiêu, anh, Võ Anh Hào cũng hơi kinh ngạc. Anh ta không ngờ Tiêu Chính Văn lại giết người ở Tề Thiên Thư Viện. Một khi chuyện này truyền ra ngoài, ngay cả Thanh Liên cũng không thể bảo vệ Tiêu Chính Văn. Kẻ nối giáo cho giặc, khẩu Phật tâm xà, chết chưa hết tội. Nói xong, Tiêu Chính Văn không giải thích gì thêm, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Tề Thiên Thư Viện, mà đi thẳng về phía núi Bách Long. Trong Tề Thiên Thư Viện đã mất đi sinh khí, không ít người tới xem đều phải kinh ngạc. Nhìn Tề Thiên Tư Viện bị nhuốm đỏ như máu, không khí nồng nặc mùi máu tanh, mọi người lần lượt thở dài. Xem ra thời loạn thế sắp đến gần rồi. Ngay cả thế lực của nhà họ Khổng cũng bị tiêu diệt, bọn họ bắt đầu lo lắng về tương lai của mình. Thông tin Tề Thiên Tư Viện bị hủy diệt nhanh chóng gây chấn động cả Đông Vực. Nhưng tin tức này nhanh chóng bị lu mờ bởi trận đại chiến ở núi Bách Long. Núi Bách Long cũng thuộc quyền quản lý của thành Thiên Đô. Mà bây giờ, toàn bộ núi Bách Long tràn ngập sát khí vô tận. Dưới vòng khí tức đáng sợ, vô số cao thủ cùng tấn công nơi phát ra tia sáng. Cùng lúc với sự áp chế đáng sợ ập đến, trong luồng sáng kia đột nhiên lóe lên một tia sáng ngũ sắc rực rỡ. Ngay sau đó, một luồng khí tử cổ xưa nhanh chóng bị khuấy động dưới lòng đất. Một vị cao thủ đế quân trong đám đông xông lên đầu tiên. Nhưng còn chưa kịp đến gần tia sáng ngũ sắc. Hắn đã bị khí tức kia đánh bay ra ngoài. Bỗng chốc, không khí xung quanh không ngừng vỡ vụn, mặt đất cũng liên tục rung chuyển. Sau vài giây, từ mặt đất vang lên một tiếng động lớn, sau đó, một bức tượng hình rồng vàng nổi ra khỏi mặt đất. Đó là một bức tượng hình rồng sống động như thật bằng vàng, toàn thân tỏa ra những tia sáng vàng. Nhìn từ xa, nó giống như một con rồng cổ đại đang sống lại, với bức tượng hình con rồng nổi lên khỏi mặt đất. Một luồng khí đáng sợ bao phủ cả bầu trời, che khuất cả mặt trời, bao trùm toàn bộ núi Bách Long gừ. Tiếng rồng gầm chấn động trời đất vang lên, khiến tai nhiều người chảy máu, đầu óc quay cuồng. Những người có thể tới đây, thấp nhất cũng là cao thủ đế cảnh, thậm chí còn có vài nhân vật đế quân. Nhưng chỉ cần một tiếng rồng gầm, màng nhĩ của rất nhiều người đã bị xuyên thủng, đủ để thấy bức tượng này có sức mạnh thế nào. Cùng lúc đó, trong hư không xuất hiện một bóng hình khổng lồ. Bóng hình đó cao như núi, trong mắt hiện lên tia sáng đỏ. Một vị cao thủ đại đế đỉnh cao của Tề Thiên Thư Viện xông lên đỉnh cướp tượng rồng vàng, nhưng ánh sáng đỏ rực kia lập tức khiến hắn đổ máu ngay trên không trung. Nếu không phải Điền Văn ra tay giúp đỡ thì e rằng ánh mắt đó đã giết hắn ngay tại chỗ rồi. Bảo vật kỳ quái được sinh ra ở núi Bách Long rốt cuộc là thứ gì? Tại sao tôi luôn có cảm giác thứ này sẽ mang đến rất nhiều tai họa? Lúc này không ít trưởng bối lộ ra ánh mắt sợ hãi. Đúng lúc này, một cuộc đại chiến kinh thiên động địa đã bùng nổ. Mặc dù mọi người có mặt đều đến vì bảo vật, nhưng trên đời này có một loại bảo vật đi kèm với nó là tai họa. Khi tượng rồng vàng nổi lên khỏi mặt đất, cả giới thế tục cũng bị ảnh hưởng. Sóng thần cấp 6 trở lên gần như trào lên cùng một lúc ở mọi vùng biển trên toàn cầu. Vô số trận động đất mạnh từ 9 độ Richter xảy ra. Hàng ngàn ngọn núi lửa phun trào. Núi Pony phun trào dữ dội nhất trong hàng trăm năm qua,
khiến cả Vi Hào chìm trong biển lửa và tiếng la hét thảm thiết. Trên núi Bách Long, Điền Văn lạnh lùng nhìn tượng rồng, mái tóc đen của hắn bay trong gió, khí tức vô song xuyên thủng bầu trời. Điền Văn vung tay, khí tức đáng sợ bao phủ khắp nơi. Điền Văn là một trong bốn cậu chủ, thực lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần phất tay, mọi người xung quanh đều cảm nhận được sức ép có thể hủy diệt trời đất. Đám người phía sau hắn bị sức mạnh này đánh bay ra xa mấy trăm mét. Ngay cả những ngọn núi xung quanh cũng lập tức bị san phẳng. Thiên khung đại trận, mở. Điền Văn đột nhiên gầm lớn, hai tay phủ xuống. Đây là trận pháp đáng sợ hóa trời đất thành lồng giam rồng, đồng thời, Điền Văn cũng ngăn chặn các cậu chủ chiến quốc khác đi thăm dò tượng rồng. Bùm, thiên khung đại trận của Điền Văn va chạm trực tiếp với tia sáng ngũ sắc kia. Bóng hình khổng lồ kia cũng từ từ quay về phía Điền Văn. Mặt khác, thế tử của gia tộc Zisis là Erdogan cũng ra tay cùng lúc. Một ánh kiếm mạnh mẽ chém thẳng vào bóng hình cao như núi. Nhưng bóng hình đó chỉ cần phất nhẹ tay áo đã tạo ra mưa gió điên cuồng càn quét cả núi Bách Long. Xẹt, một tia sét đánh xuống, mặt đất núi Bách Long ngay lập tức bị chia thành hai. Lúc này, xung quanh Erdogan tràn ngập tia điện tím, các tia sáng đan xen cọ sát tạo ra lửa điện. Một trận tiếng nổ vang trời vang lên, vô số tia lửa điện tụ tại thành một cột lôi điện màu tím, đâm thẳng vào Erdogan. Mặt khác, Hồng Ấn cũng đang ứng chiến với một bóng đen tách ra từ bóng hình kia. Nhưng rõ ràng, bóng đen đó chỉ là ảo ảnh của bóng hình kia mà thôi. Hồng Ấn hiên ngang bước lên, phóng ra một đòn mạnh mẽ. Không khí rung chuyển, bóng đen kia bị ép lùi lại vài trăm mét. Ngay sau đó, ông ta dùng trận pháp vô hình để giam hãm bóng đen trong đó. Bỗng chốc, ánh sáng tỏa ra xung quanh, chiếu sáng cả vài km như ban ngày. Thấy Hồng Ấn đã tham gia chiến đấu, những người khác cũng vung kiếm đánh lên núi Bách Long. Ai cũng nhìn ra được tượng rồng vàng chắc chắn có lai lịch không tầm thường, bất luận là ai làm chủ được sức mạnh này, đều có thể thống trị một phương. Ngay cả Khổng Tề Thiên đang lẩn trong bóng tối cũng không màng tất cả mà tham gia vào trận chiến. Bỗng chốc, trên núi Bách Long tràn ngập ánh kiếm, tiếng đao kiếm đan đan xen không dứt. Những nhân vật lớn của các thế lực chưa tiến vào phạm vi núi Bách Long đều chăm chú theo dõi trận chiến. Đối với bọn họ, loại đại chiến này rất hiếm thấy. Ngay cả trận đại chiến giữa Hoàng đế và Sivu thời thượng cổ cũng không lớn như thế này. Chẳng trách mọi người đều nói bốn cậu chủ chiến quốc đều phi thường. Trận pháp bình thường trong tay bọn họ cũng có thể trở nên thần kỳ. Đúng vậy, hóa ra ngự kiếm trận cũng có thể chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt. So ra trình độ của tên Tiêu Chính Văn kia còn kém xa. Chẳng trách lại bị bốn cậu chủ chiến quốc đánh trọng thương, không mất mạng đã là may lắm rồi. Mọi người lên tiếng bàn tán. Thực ra, bọn họ có thể học được rất nhiều từ việc quan sát trận chiến này. Dù sao đối phương cũng là cậu chủ chiến quốc có lai lịch không hề tầm thường. Kém nhất cũng là cao thủ cảnh giới đế quân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngay cả Khổng Thế Phương và Tư Mã Huy đều phải thở dài, mặc dù chúng ta cũng được kế thừa từ nhà họ Khổng, nhưng so ra, tầm nhìn của chúng ta vẫn quá nông cạn. Bọn họ chuyển từ phòng thủ sang tấn công rất dễ dàng. Hai, thực ra chúng ta không chỉ kém về cảnh giới mà còn kém về khả năng lĩnh ngộ. Tư Mã Huy khẽ thở dài. Lúc này, bọn họ nghĩ đến trận chiến giữa Tiêu Chính Văn và Mạnh Hồng Nho. Mặc dù cũng chấn động, nhưng không có gì đáng xem, chứ đừng nói đến lĩnh hội từ đó. Không chỉ hai người họ nghĩ đến Tiêu Chính Văn, mà không ít người bên ngoài cũng vậy. Dù sao cảnh tượng Tiêu Chính Văn một mình đấu với nhiều người, thậm chí giết cả cao thủ đại đế, thật quá kinh ngạc. Vì vậy, bọn người mới so sánh Tiêu Chính Văn với bốn cậu chủ chiến quốc. Đáng tiếc là cậu Tiêu vẫn chưa tham gia, không ít nhân vật lớn ở giới thế tục cũng thở dài. Dù là Hồng Ấn hay bốn cậu chủ chiến quốc thì đều không thể đại diện cho giới thế tục, càng không thể đại diện cho Hoa Quốc. Chỉ có Tiêu Chính Văn mới là sự tồn tại tối cao trong tâm trí của họ. Có thể cậu Tiêu đang trên đường tới. Sao cậu Tiêu có thể bỏ lỡ bảo vật này được chứ? Người trong giới thế tục lên tiếng. Tôi thấy cũng chưa chắc. Nghe nói cậu Tiêu bị thương nặng, cậu Tiêu không tham gia vào trận chiến lớn này cũng phải. Bảo vật thì nhiều. Nhưng mạng chỉ có một thôi.
Ngay sau đó đã có người đứng lên phản bác, nhưng vẫn đứng ở góc độ của Tiêu Chính Văn để xem xét vấn đề. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng bị thương, bảo toàn tính mạng mới là ưu tiên hàng đầu. Bọn họ thà muốn Tiêu Chính Văn bỏ lỡ bảo vật này còn hơn nhìn thấy Tiêu Chính Văn chết. Đám người ở vùng ngoài lãnh thổ bắt đầu thảo luận xem trong bốn cậu chủ, ai có thực lực mạnh hơn Hồng Ấn. Hơn nữa, ngay cả Khổng Tề Thiên cũng thu hút sự chú ý của nhiều thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ. Hừ, Tiêu Chính Văn không đủ tư cách tham gia trận chiến này. Cậu ta chỉ có thể ức hiếp kẻ yếu, cao thủ nào ở núi Bách Long cũng có thể giết chết cậu ta trong vòng một chiêu. Tiêu Chính Văn hết thời rồi, tiếp theo, Điện Thần Long cũng sẽ bị đuổi ra khỏi vùng ngoài lãnh thổ. Đúng vậy, gieo nhân nào thì gặt quả nấy, thế lực nào cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu ta đâu. Không ít người nhà họ Phương và nhà họ Khổng cố tình cao giọng nói. Hừ, chế nhạo anh Tiêu ư, các người xứng sao, anh Tiêu còn chưa tới 30 tuổi, còn đám cậu chủ kia ít nhất cũng hơn 2.000 tuổi rồi. Cho dù anh Tiêu đến từ giới thế tục, nhưng từ trước đến nay, anh ấy đã dựa dẫm vào một ai ở vùng ngoài lãnh thổ chưa? Lúc anh Tiêu giết 8 vị cao thủ đại đế, sao các người không chế nhạo? Có một số người chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi. Hơn nữa, Điền Văn không phải họ Khổng. Mấy người nhà họ Võ cũng lên tiếng. Hừ, chẳng phải Tiêu Chính Văn bị cậu chủ Chiến Quốc đánh trọng thương rồi sao? Đến bây giờ vẫn trốn trong đế khư không dám lộ diện. Đám người nhà họ Phương lập tức mỉa mai. Các người, người nhà họ Võ còn chưa kịp mở miệng, một người đàn ông trung niên trong đám người nhà họ Phương đã bước ra, người này chính là Phương Tử Tấn. Đến bây giờ các người vẫn chưa hiểu sao. Cậu chủ Chiến Quốc trở về đồng nghĩa với việc thời đại của Tiêu Chính Văn đã qua, Tiêu Chính Văn có thể tham gia được trận đại chiến quy mô lớn như thế này sao? Cho dù không bị thương, cậu ta cũng dám tới sao, Phương Tử Tấn kiêu ngạo nói. Sự thật đúng là như những gì Phương Tử Tấn đã nói, trận đại chiến trên núi Bách Long quả thực vượt khỏi tưởng tượng của mọi người. Dù là một đòn tùy ý cũng mang uy lực hủy diệt đất trời. Thậm chí mấy người Điền Văn còn giống như chiến thần, loại thần uy đó, không ít cường giả lão làng trông thấy đều choáng ngợp không thôi. Bây giờ có thể lên sàn chiến đấu, chẳng qua chỉ là mấy cậu chủ thời kỳ Chiến Quốc mà thôi. Cậu không thấy ngay cả cao thủ ở cảnh giới đế quân cũng chỉ có thể đứng bên cạnh quan sát trận chiến à? Trận đấu mà Tiêu Chính Văn giết chết mấy người mạnh hồng nho quả thực có thể lưu danh sử sách, thế nhưng vẫn còn lâu lắm mới có thể sánh vai với mấy cậu chủ thời kỳ Chiến Quốc. Mấy người có biết trong chiến trường lúc này, dù một ngọn gió bình thường cũng đủ để giết chết một đại đế không? Mấy người cho rằng một nhân vật nhỏ bé ở cảnh giới đế cảnh cấp 2 như Tiêu Chính Văn có thể xứng với đẳng cấp lớn như vậy sao? Phương Tử Tấn chắp hai tay sau lưng, vừa quan sát trận chiến vừa bình luận. Với thân phận của ông ta, nói ra những lời này đương nhiên chẳng ai dám phản bác. Dẫu sao sự thực cũng là như vậy, Tiêu Chính Văn quả thật đã bị thương nặng, cũng quả thật không tới núi Bách Long, thậm chí một ngày trước lúc hai anh em Điền Văn tới đế khư thì còn được thông báo rằng Tiêu Chính Văn đang bế quan trị thương. Tất cả những chuyện này không thể là giả. Nếu không thì hai anh em Điền Văn sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Tiêu Chính Văn. Lúc này, những lời chế nhạo của Phương Tử Tấn đối với Tiêu Chính Văn không chỉ đang báo thù cho việc con trai nối dõi của nhà họ Phương bị giết, đồng thời cũng đang đả kích danh tiếng của Tiêu Chính Văn ở vùng ngoài lãnh thổ. Mặc dù đám người nhà họ Võ không cam tâm, thế nhưng cũng chẳng có lời nào để đáp trả. Dù gì ngay cả Tần Lương Ngọc cũng đích thân thừa nhận chuyện Tiêu Chính Văn bị thương nặng chưa khỏi. Bọn họ còn có thể nói gì được nữa. Hơn nữa, ngày đó mấy người Điền Văn gần như đã ép cung, ngay cả Hồng Ấn của vùng ngoài vũ trụ cũng đích thân tìm tới bầu trời đế khư, nếu như Tiêu Chính Văn không bị thương thì sao có thể chịu được nỗi nhục đó. Nói không chừng đã bộc phát đại chiến từ lâu rồi, có lẽ giống như Phương Tử Tấn đã nói, từ sau khi bốn cậu chủ Chiến Quốc trở về, thời đại của Tiêu Chính Văn đã kết thúc. Trên sân khấu lớn của đất trời trong tương lai sẽ không còn được trông thấy bóng dáng áp chế bốn phương của Tiêu Chính Văn nữa. Không chỉ đám người ở vùng ngoài lãnh thổ đang quan tâm tới chuyện này, bên phía thế tục, đặc biệt là Thiên Tử Hoa Quốc lại càng cực kỳ quan tâm. Không phải Tiêu Chính Văn bị thương nặng thật đấy chứ, Thiên Tử nhíu mày lẩm bẩm. Từ sau khi Tiêu Chính Văn lãnh đạo cao thủ của Điện Thần Long tới vùng ngoài lãnh thổ, Thiên Tử không có lúc nào không lo lắng cho chuyến đi này của anh. Dù gì nơi đó cũng không phải sân nhà của Tiêu Chính Văn, có thể nói,
anh hoàn toàn chỉ có một thân một mình xông vào trong sân nhà của nhà họ Khổng và các thế lực lớn của vùng ngoài lãnh thổ mà ứng chiến. Dù chỉ lơ là chút thôi cũng có thể mất mạng như chơi. Thiên tử, chưa tới giây phút cuối cùng thì không cần phải quá lo lắng, tôi tin rằng cậu Tiêu có năng lực sắp xếp ổn thỏa tất cả. Tần Vũ nhìn vào màn hình điện thoại với ánh mắt nghiêm trọng, trong giọng điệu lại mang theo cảm giác lo lắng rất rõ ràng. Thật ra anh ta cũng cảm thấy đổ mồ hôi thay cho Tiêu Chính Văn, nếu như thật sự giống như trong tin đồn, Tiêu Chính Văn bây giờ đã bị thương nặng, vậy thì sau khi trận đại chiến trên núi Bách Long kết thúc cũng chính là lúc các thế gia vùng ngoài lãnh thổ điên cuồng quay trở lại. Tới lúc đó, thế tục đâu có sức mạnh để đối chọi với cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ chứ? Mặc dù trong khoảng thời gian trở lại đây, bên phía thế tục đã được nghỉ ngơi lấy lại sức, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn sao có thể bồi dưỡng ra nhiều cao thủ có thể đối kháng với số cao thủ của vùng ngoài lãnh thổ. Bây giờ, bên phía Âu Lục cũng đang quan sát trận chiến kinh thiên động địa trên núi Bách Long. Đặc biệt là lãnh đạo cấp cao của gia tộc Canter đều hết sức lo lắng. Từ sau khi Tiêu Chính Văn nổi dậy, gia tộc Canter dựa vào mối quan hệ với Tiêu Chính Văn nên hết sức thuận buồm xuôi gió trên mảnh đất Âu Lục, thậm chí ngay cả người của lâu đài Vexai cũng phải nể mặt họ vài phần. Bây giờ, một khi Tiêu Chính Văn thất thế thì gia tộc của bọn họ cũng sẽ tiêu tan theo Tiêu Chính Văn luôn. Có thể nói, vinh nhục của cả gia tộc Canter đã được trói buộc theo Tiêu Chính Văn từ lâu rồi. Hy vọng cậu Tiêu tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, nếu không thì sau trận chiến này, gia tộc của chúng ta rất có khả năng sẽ bị xóa tên ra khỏi Âu Lục. Tên Can nghiêm túc nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ muốn ngay giây sau Tiêu Chính Văn sẽ xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Ông nội, chuyện anh Tiêu bị thương nặng khi trước đã không còn là bí mật nữa rồi. Hơn nữa, trên mạng còn có người còn lan truyền bức ảnh anh Tiêu nôn ra máu. Theo cháu thấy, anh Tiêu không có khả năng xuất hiện nữa đâu, có điều... Dù anh Tiêu không tham gia vào trận hỗn chiến trên núi Bách Long thì cũng không nói lên rằng nền móng của Điện Thần Long ở vùng ngoài lãnh thổ đã không còn vững chắc nữa, Phiêu Ẩn nói với vẻ suy tư. Ôi, cháu vẫn còn quá trẻ, không hiểu được sự lợi hại bên trong. Tên Can lắc lắc đầu, thở dài nói, dù cậu Tiêu không đích thân tham gia, thế nhưng cũng buộc phải lộ diện ở núi Bách Long, điều đó thể hiện mặc dù cậu Tiêu bị bệnh, không tiện ra tay thế nhưng cũng không hề e sợ. Thế nhưng nếu như ngay cả lá gan xuất hiện cũng không có, vậy thì đó tượng trưng cho việc cậu Tiêu sợ rồi. Một người đang lo sợ thì liệu có ai sẽ đề cao ý kiến hay thế lực của cậu ta cơ chứ? Dưới tình hình như vậy, các phương vùng ngoài lãnh thổ nhất định sẽ nóng lòng muốn đánh giết tới thế tục, tất cả những người hoặc gia tộc có quan hệ với cậu Tiêu khi trước khó mà tránh khỏi việc bị bọn chúng tắm máu hàng loạt. Ôi, nghe tới đây, Phiêu Ẩn hít sâu, nói ông nội, không nghiêm trọng tới mức đó chứ. Những người đó không phải cũng e sợ khí tức khủng bố trên núi Bách Long nên chỉ dám đứng nhìn từ xa hay sao? Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào đám đông đang đứng quan sát trận chiến bên ngoài. Tên Can lắc đầu lia lịa, nói, sự e sợ mà ông nói là cậu Tiêu e sợ chiến lực của cậu chủ chiến quốc chứ không phải e sợ những hư ảnh khủng bố trên núi Bách Long kia. Có thể bại, có thể chết, thế nhưng không thể sợ, đây là nguyên tắc và giới hạn của hai bên khi giao chiến. Bởi vì kết quả của sự sợ hãi chính là bị nhổ cả rễ lên. Ngay tức thì, cả gia tộc Canter đều chìm trong bầu không khí tuyệt vọng. Không chỉ có gia tộc Canter bàn luận về Tiêu Chính Văn, cả Âu Lục, dường như tất cả mọi người đều đang bàn tán tiếp theo nên đi đâu và theo ai. Bây giờ, ngay cả không ít thế lực vùng ngoài lãnh thổ đều đang tính toán nên lựa chọn đứng về phía đội nào. Một bên là liên minh với nhà họ Võ và Tiêu Chính Văn, thế nhưng trận chiến trên núi Bách Long. Nhà họ Võ không hề cử người tới tham gia mà chỉ quan sát trận chiến từ phía xa. Còn bên phía nhà họ Khổng và bốn cậu chủ lại đích thân tham gia, hơn nữa Khổng Tề Thiên và bốn cậu chủ chiến quốc đều thể hiện chiến lực kinh người với người đời. Có thể tưởng tượng, sau trận chiến này, dù là Khổng Tề Thiên, bốn cậu chủ chiến quốc hay là Hồng Ấn của vùng ngoài vũ trụ đều sẽ trở thành nhân vật trọng điểm được cả vùng ngoài lãnh thổ chú ý tới. Cùng lúc này, khoảng cách trăm dặm bên ngoài núi Bách Long, một bóng người mặc đồ đen, đeo mặt nạ đen đang đứng thẳng trên luồng sáng tiến về phía núi Bách Long. Khi thời gian từng giây từng phút trôi qua, trận đại chiến trên núi Bách Long cũng tiến vào giai đoạn quyết liệt. Mà từ trong đám người, chỉ có Hồng Ấn là chói mắt nhất. Chỉ vung tay lên là đã tung ra một đòn biến hóa đất trời. Ngay tức thì, tinh không đại trận rực rỡ chói mắt xuất hiện, vô số ngôi sao chiếu sáng đất trời,
mỗi một ánh sao đều giống như mũi tên sắc lạnh xuyên qua không gian. Mà hư ảnh rất lớn kia cũng lực cũng bắt đầu lùi về phía sau, dường như đã không thể địch lại được nữa. Người này rõ ràng giống như chiến thần giáng thế. Không sai, so với bốn cậu chủ lớn thì thực lực của người này còn cao hơn một bậc. Không ít người đều đồng loạt cảm thán. So ra thì thực lực của mấy người Điền Văn còn quá đỗi bình thường, cũng có thể nói, mấy người Điền Văn đều đang che giấu sợ phải bộc lộ hoàn toàn thực lực, sẽ mang tới hiểm họa khôn lường cho sau này. Thế nhưng vào lúc mọi người đều cho rằng trận đại chiến sắp đi tới hồi kết thì đột nhiên mặt đất lại phát ra một tiếng vang cực lớn, ngay sau đó, một ông lão mặc đồ đen hiện thân từ trong tượng hình rồng. Vào khoảnh khắc ông ta xuất hiện, thế cục trận chiến cũng xảy ra biến hóa trước nay chưa từng có. Bởi vì dù là bốn cậu chủ chiến quốc ra tay thì cũng chẳng thể đỡ được một đòn tùy ý của ông lão, lần lượt bị ép lùi ra sau cả trăm bước. Mấy người Điền Văn không khỏi biến sắc, hết sức kinh ngạc nhìn về phía ông lão mặc đồ đen. Không ổn rồi, Ngụy Vinh Kỳ là người đầu tiên hô lên, bởi vì hắn cảm nhận được một mối nguy cơ rất lớn trước nay chưa từng có từ trên người ông lão. Khi nhìn rõ ông lão đồ đen đó, không chỉ riêng Ngụy Vinh Kỳ có cảm giác nguy hiểm cực độ, mà ngay cả mấy cậu chủ chiến quốc khác cũng biến sắc. Chỉ thấy ông lão đồ đen đó bước đến trước đánh thẳng về phía Ngụy Vinh Kỳ. Ngụy Vinh Kỳ vội vã lùi về sau để tránh mấy bóng đen tấn công mình đó, ngược lại chuyên tâm đối phó với ông lão đồ đen trước mặt. Ông lão đồ đen này khác hẳn với mấy bóng đen đó, mỗi một chiêu thức của ông ta đều cực kỳ quái lạ, ngược lại có vài điểm giống với thiên sư đạo thuật trong truyền thuyết. Chỉ thấy một tay ông ta chỉ vào không trung, tia chớp màu tím đánh về phía Ngụy Vinh Kỳ. Nghe nói đòn tấn công như tia chớp này đã không có gì đe dọa quá lớn đến cao thủ ở cấp bậc này như Ngụy Vinh Kỳ. Ít nhất không thể làm Ngụy Vinh Kỳ bị thương, cùng lắm chỉ làm loạn bước tấn công của hắn thôi. Nhưng ngay sau đó trong tia chớp màu tím đó đột nhiên lóe lên tia sáng, Ngụy Vinh Kỳ chỉ giơ tay lên ngăn lại thì bị đánh văng ra xa vài trăm mét. Nhưng không đợi hắn đứng vững, tia chớp tiếp theo đã đánh tới cực nhanh. Thấy cảnh tượng này Khổng Tề Thiên không khỏi lo sợ, nào dám dây dưa với mấy bóng đen xung quanh nữa, ông ta vội vàng lắc mình, sau đó thoát khỏi vòng chiến với tốc độ nhanh nhất. Cũng chỉ có Hồng Ấn tung ra một đòn hết sức đỡ lấy một chiêu của ông lão đồ đen. Ông lão vẫn tỏ ra khá bình thản, chỉ giơ tay lên, trong không trung xuất hiện một đồi núi cực lớn. Ngọn núi cao lớn đó vậy mà bay vút qua, phủ lên đỉnh đầu Hồng Ấn. Cùng lúc đó chỉ thấy một bàn tay khác của ông lão vẽ một hình tròn, một tay đẩy nhẹ nó, một đỏ một trắng khí cơ lưu chuyển bốn phía, thoáng chốc đã đến. Hợp thành một đòn tấn công với đồi núi đó. Dù Hồng Ấn dùng hết sức cả người vẫn bị đòn tấn công kết hợp của ông lão liên tục đánh lùi. Thời khắc này là bản lĩnh tạo hóa của trời đất tuyệt diệu, thậm chí ngay cả mấy người Điền Văn cũng chưa từng thấy. Tất cả những người đứng đầu là bốn cậu chủ chiến quốc không có sức chống đỡ trước mặt ông lão, dù mạnh như Hồng Ấn thì sắc mặt cũng hiện lên vẻ lo lắng. Rầm, một luồng kiếm khí cách không khí ập đến, nhát kiếm chém trời của Điền Văn đánh về phía ông lão từ phía sau. Đòn tấn công này không gây ra tiếng động nhưng lại vừa nham hiểm vừa mềm mại, ẩn chứa sát khí đáng sợ. Cùng lúc đó Điền Khải ẩn mình trong đám đông cũng tung ra đòn tấn công. Hợp thành một đòn tấn công kết hợp cùng với đòn đánh lén của Điền Văn. Gần như chỉ trong thoáng chốc, các cậu chủ chiến quốc cùng bao vây tấn công ông lão. Giết ông ta là có thể giành lấy rồng vàng. Mọi người đừng nương tay, thành hay bại quyết định ở đòn tấn công này. Giết, đôi mắt Hồng Ấn toát ra hai luồng sáng đỏ máu, càng đáng sợ hơn là xung quanh Hồng Ấn xuất hiện một luồng đám mây khí màu đen. Trong đám mây khí đó lấp lánh ánh sao. Bí ẩn khó hiểu như những vì sao trong vũ trụ rộng lớn. Thấy thế những người còn lại đều cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa khiếp sợ. Đó là cách tấn công độc nhất của cao thủ ngoài vũ trụ, nói cách khác lúc này Hồng Ấn đã buông bỏ trận pháp mà sử dụng sức mạnh của sao trời và mây định làm đánh bại ông lão trước mặt hắn bằng sức mạnh hủy diệt. Mau lên, giữ chặt lấy ông già này, những người khác đi theo tôi đến lấy rồng vàng. Ngụy Vinh Kỳ vừa tránh được sự truy đuổi của mấy trăm tia chớp, lập tức chạy về. Nhưng lúc này hắn biết rõ sự siêu phàm của ông lão nên không thể đối chọi trực tiếp với ông ta, cách tốt nhất là chia vài người giữ chân ông ta, sau đó lấy rồng vàng rồi đi trước. Nếu không với tình hình hiện tại của mấy người họ,
không lâu nữa chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của ông lão. Hơn nữa hắn đã loáng thoáng cảm nhận được trong núi Bách Long có một nguồn sức mạnh không rõ đang thức tỉnh, nếu sức mạnh đó khôi phục hoàn toàn, e là họ không có cơ hội chạy thoát. Nếu có cao thủ cảnh giới thiên đế ở đây dĩ nhiên có thể không còn mối nguy hiểm nào, nhưng tiếc là mặc dù họ là bốn cậu chủ chiến quốc nhưng chưa ai đạt đến thiên cảnh. Mạnh nhất cũng chỉ mới là đỉnh cao của cảnh giới đế quân thôi. Mặc dù chỉ cách một hai cảnh giới nhỏ nhưng thực lực lại cách biệt một trời một vực. Vô số đòn tấn công có tính hủy diệt điên cuồng đánh về phía ông lão, trong thoáng chốc cả núi Bách Long đều rơi vào trong khí tức đáng sợ. Núi lở đất sạt, dung nham phun trào. Từng bóng rồng bay lượn trên không trung, phát ra từng tiếng rồng gầm. Sóng khí cuồng bạo quét sạch ra hàng trăm mét, không ít đệ tử các tông môn còn chưa kịp lùi về sau đều biến thành tro bụi. Ngay cả bầu trời núi Bách Long cũng không chịu nổi đòn tấn công dữ dội này đã bị nứt ra. Đúng lúc này đột nhiên có một bóng đen xuất hiện chính giữa vòng chiến. Chính là Tiêu Chính Văn nãy giờ vẫn chưa xuất hiện. Mục tiêu tấn công đầu tiên của anh là Khổng Tề Thiên có ý đồ cướp lấy tượng khắc rồng vàng. Khổng Tề Thiên vốn dĩ đã chọn được thời cơ, ông ta lao đến chỗ tượng khắc rồng vàng với tốc độ nhanh nhất từ những kẽ hở khi mọi người hợp lực bao vây tấn công ông lão đồ đen. Với tốc độ của ông ta lấy được tượng khắc rồng vàng chắc hẳn là chuyện chắc chắn có thể làm được. Nhưng không ngờ lại có một bóng đen xuất hiện trước mặt, một người mặc đồ đen bỗng tung ra đòn tấn công chí mạng với ông ta. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ngay cả Khổng Tề Thiên cũng không thể phản ứng kịp trong giây lát. Thấy quyền sát của Tiêu Chính Văn đánh từ phía sau mình, Khổng Tề Thiên vô thức nghĩ vẫn là đòn tấn công tia chớp trước đó ông lão đã dùng nên không hề do dự tung ra một đòn với phía sau. Hai đòn tấn công va chạm vào nhau, Khổng Tề Thiên chỉ cảm thấy cánh tay mình tê cả lại, màng nhĩ sắp bị chấn động đến mức nổ tung. Đòn tấn công này của Tiêu Chính Văn gần như có thể phá vỡ hư không, uy lực từ trời đất suýt nữa khiến Khổng Tề Thiên bị chấn động đến mức nôn ra máu. Phù, vừa mới đứng vững, Tiêu Chính Văn đã tung ra đòn thứ hai đánh tới. Lần này Khổng Tề Thiên nào dám sơ suất, dùng hết sức bình sinh đẩy ra một quyền. Phụt, đòn tấn công này mạnh hơn lúc nãy, sức lực gấp mấy lần lúc nãy. Khổng Tề Thiên chỉ cảm thấy mình như một hành tinh nhỏ đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh, ông ta nôn ra máu. Lúc này Khổng Tề Thiên không còn hiếu chiến nữa. Ông ta lập tức tháo chạy ra từ bên cạnh. Lúc này ông ta đã sốc đến cực điểm, dù sao ông ta từng được cao nhân ngoài vũ trụ chỉ dạy, ngay cả bốn cậu chủ cũng không thể khiến ông ta bị thương nặng. Nhưng lúc này lại bị một người đồ đen đánh bị thương nặng, còn nôn ra máu bỏ chạy. Cảnh tượng này cũng khiến những người khác chú ý đến. Nhưng Tiêu Chính Văn không đuổi theo Khổng Tề Thiên mà sau khi ông ta bỏ chạy, bóng người anh chợt xoẹt qua rồi đi đến phía sau Erdogan. Lúc này Erdogan đang ra sức đánh giết ông lão đồ đen, không để ý đến Tiêu Chính Văn đã lặng lẽ xuất hiện phía sau mình. Cũng là một cú đấm đó, Erdogan lại không được may mắn như Khổng Tề Thiên. Hắn suýt nữa bị Tiêu Chính Văn đánh cho liệt nửa người. Erdogan cũng nôn ra máu, đến khi hắn quay đầu lại thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Chính Văn nữa. Chết tiệt, Erdogan tức giận hét lên rồi đuổi theo. Ở một bên khác, một thế tử phi lục cũng đến để tranh giành tượng khắc rồng vàng, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị một cú đấm của Tiêu Chính Văn đánh thành vũng máu. Lúc này Tiêu Chính Văn hệt như chiến thần hạ phàm. Mỗi một cú đấm đều khiến một cậu chủ hoặc một thế tử phải văng ra xa. Mấy thế tử đến từ Âu Lục hầu như không có cơ hội phản ứng lại đều biến thành tro bụi. Thấy người đồ đen xuyên qua đám đông liên tục giết các thế tử Âu Lục, Erdogan không khỏi nổi giận, gân xanh trên trán nổi lên tức giận hét, giết. Sau khi hét lên, Erdogan biến thành một tàn ảnh rồi lao thẳng đến chỗ Tiêu Chính Văn. Lúc này hắn đã tức giận đến đỉnh điểm. Gần như trong chớp nhoáng đã xuyên qua mấy thế tử bị chém chết lao về phía Tiêu Chính Văn. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, ngay cả những người đến bên ngoài cũng không có thể nhìn rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì chứ đừng nói là người đang ở trong trận chiến còn chưa hoàn hồn. Chỉ là 10 cao thủ Âu Lục thoáng chốc đã thành vũng máu, hơn nữa Khổng Tề Thiên cũng bị thương nặng khiến những người đứng ngoài trận chiến cũng đồng loạt ớn lạnh. Ai đánh lén thế? Cùng lúc đó bên Điền Văn cũng phát ra tiếng hét đầy tức giận, vừa rồi hắn suýt nữa bị ăn một cú đấm, mà người đánh lén lại như ẩn như hiện tiếp tục xuyên qua đám đông đánh tới.
Giờ phút này Tiêu Chính Văn tiến hành tấn công tất cả mọi người bằng đòn tấn công gần như không có gì khác biệt. Bỗng chốc Erdogan xông về phía Tiêu Chính Văn, đồng thời, sự phản kích điên cuồng của Điền Văn cũng theo sát. Erdogan còn chưa định thần lại, đã bị một đòn nặng ký của Điền Văn đánh trọng thương máu me be bét. Giờ phút này, Ngụy Vinh Kỳ và Hồng Ấn cũng nhận ra tình thế không ổn. Nhưng họ còn chưa kịp phòng vệ, công kích của Tiêu Chính Văn đã lao đến. Ngụy Vinh Kỳ mới vừa tránh được một đòn tấn công chí mạng của ông già áo đen, công kích của Tiêu Chính Văn đã tới trong chớp mắt. Còn không chờ Ngụy Vinh Kỳ rảnh tay, sau lưng đã lạnh buốt. Ai? Ngụy Vinh Kỳ tức giận hét lớn, đồng thời, bộ quần áo trắng của hắn đột nhiên bị xé toạc, lộ ra một bộ giáp màu xanh. Ánh sáng xanh óng ánh giống như có thể chiếm đoạt trời sao, khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Nhưng một cú đấm của Tiêu Chính Văn vẫn đánh tới không hề kiêng kỵ. Cú đấm mạnh mẽ cứng rắn, xuyên thẳng qua ánh sáng xanh quỷ dị kia, nặng nề đánh vào sau lưng Ngụy Vinh Kỳ. Phụt, cùng một tiếng rên truyền tới, Ngụy Vinh Kỳ lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn còn chưa kịp đứng vững, một đòn tấn công chí mạng của ông già áo đen đã lao đến với tốc độ ánh sáng. Ngụy Vinh Kỳ bị dọa sợ đến nỗi đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, không kịp suy nghĩ nhiều, hắn bỗng rơi xuống từ hư không, dùng cách này để né tránh đòn tấn công nặng nề của ông già áo đen. Trông thấy Ngụy Vinh Kỳ bị thương nặng, Hồng Ấn cũng vội vàng rút lui, duy trì khoảng cách an toàn với ông già áo đen, dốc hết sức để phòng Tiêu Chính Văn đánh lén. Đúng như ông ta dự đoán, Ngụy Vinh Kỳ vừa bị thương rơi xuống, cú đấm như sắt thép của Tiêu Chính Văn đã lao về phía ông ta. Hồng Ấn lạnh lùng hừ một tiếng, cũng dốc hết sức tung ra một cú đấm, thẳng tay nghênh đón Tiêu Chính Văn. Hai cú đấm va vào nhau trên cao, lại không phát ra bất kỳ tiếng vang nào, chỉ có một điểm sáng mắt thường miễn cưỡng có thể thấy được, từ giữa hai cú đấm phát ra một tia sáng rực rỡ nhỏ bé. Giây kế tiếp, đột nhiên điểm sáng đó giống như nước gợn sóng, lan ra xung quanh. Không ổn, mọi người mau lui lại, trong đám người. Một cường giả thế hệ trước đột nhiên hét lớn một tiếng, đồng thời chân đạp lên ánh sáng, bay thẳng ra ngoài cách đó trăm dặm. Những người còn chưa kịp chạy trốn lập tức bị ánh sáng mạnh kia biến thành cho bụi. Lực đạo này bùng nổ quá mạnh mẽ, chỉ khi đất trời va vào nhau mới có thể xuất hiện sự bùng nổ như thế. Cũng chỉ có người đích thân trải qua đại chiến vùng ngoài vũ trụ, mới có thể hiểu, lực đạo đó gần như không thua gì sao trời nổ tung. Cho dù là cao thủ cảnh giới đế quân cũng sẽ bị chấn động đến mức trọng thương. Cùng lúc đó, ông già áo đen kia cũng quay người lại, lao thẳng về phía Hồng Ấn chỉ với một bước chân. Vẻ mặt Hồng Ấn hoàn toàn thay đổi, giống như chim sợ ná, hoảng loạn tung một chiêu rồi chạy trốn theo hướng Tây Bắc trong nháy mắt. Tiêu Chính Văn chỉ liếc mắt nhìn Hồng Ấn, sau đó, đánh về phía ông già áo đen ngay tức thì. Khoảnh khắc Tiêu Chính Văn và ông già áo đen sắp chạm mặt. Anh đột nhiên tung ra một đòn, tia sáng u ám phóng ra từ lòng bàn tay Tiêu Chính Văn. Ong, Tịnh Châu đỉnh từ lòng bàn tay Tiêu Chính Văn bay thẳng lên trời, tạo nên trận gió lớn. Tịnh Châu đỉnh đột nhiên đập xuống ông già áo đen với khí thế như thiên quân vạn mã. Giờ khắc này, ánh sáng rực rỡ chói lóa trên Tịnh Châu đỉnh thu hút ánh mắt mọi người, khiến họ khiếp sợ, ngay cả những người vây quanh xem cuộc chiến cũng vội vàng quay đầu, không dám nhìn thẳng. Ông già áo đen dốc hết sức nghênh đón Tịnh Châu đỉnh, còn Tiêu Chính Văn lại mượn cơ hội này, bay thẳng tới cạnh bức tượng rồng vàng. Anh đưa tay ra thẳng thừng bỏ bức tượng rồng vàng vào trong túi. Ngay sau đó, Tịnh Châu đỉnh cũng hóa làm một tia sáng, biến mất cùng Tiêu Chính Văn. Khốn kiếp, lúc này, Ngụy Vinh Kỳ hét lên đầy giận dữ khi thấy bảo vật mà mình liều mạng giành giật, lại bị người ta cướp ngang. Gào, nhưng ngay sau đó, trên núi Bách Long. Đột nhiên truyền đến một tiếng rồng gầm chấn động đất trời. Một khí tức kinh khủng đến từ thời viễn cổ, giống như đang nhanh chóng tỉnh lại, cảnh vật xung quanh núi Bách Long, cũng xảy ra biến đổi lớn long trời lở đất. Chỉ thấy một vầng trăng máu chậm rãi bay lên không trung, bên trong nó, một con thương long chậm rãi lộ ra dáng vẻ thật sự, khí tức của rồng mạnh mẽ, bao phủ khắp nơi. Một vị cao thủ cảnh giới đế quân cũng bị khí thức của rồng đánh chúng biến thành cho bụi ngay tại chỗ trong lúc không đề phòng. Rồng thức tỉnh, mọi người chạy mau. Không biết là ai trong đám người hô to, tất cả mọi người đều lập tức cảm thấy nguy hiểm cực độ, vô số người bỏ chạy ngay tức khắc. Cho dù đám người Ngụy Vinh Kỳ và Điền Văn, vào giờ phút này, cũng chỉ có thể ôm hận chạy trốn.
Trong chốc lát mà trên núi Bách Long đã xảy ra biến đổi cực lớn như vậy, mọi người ở bên ngoài lại càng xôn xao. Nhất là người giới thế tục, bọn họ có thể thấy rõ ràng thông qua tivi truyền tin, một người che mặt với quần áo đen, chém giết khắp nơi, cuối cùng còn cướp đi bức tượng rồng vàng. Còn khiến rồng tỉnh lại trên núi Bách Long, dưới mặt trăng máu, vô số cường giả đã biến thành tro bụi trong chớp mắt. Bốn cậu chủ cũng rối rít không để ý đến thể diện mà chật vật chạy trốn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Người bịt mặt kia là ai? Vậy mà lại có người làm hỗn loạn cảnh tượng người áo đen bao vây giết cả đám người. Giờ phút này, trong thành Thiên Đô, ông Lão Thiên Tinh và Thanh Liên cũng thấy rõ cảnh này. Không ổn, mau mở trận pháp phòng ngự, Thanh Liên lập tức dặn dò. Bởi vì bốn cậu chủ chiến quốc đều bị người quần áo đen kia đánh lén thành công không một ai ngoại lệ. Hơn nữa, đám người Ngụy Vinh Kỳ cũng bị thương nặng, sườn núi này đã hoàn toàn bị công kích. Không ít thế lực vùng ngoài lãnh thổ chú ý trận chiến, lúc này mới định thần lại sau nỗi khiếp sợ. Ngay cả bốn cậu chủ chiến quốc mà cũng dám đánh lén. Còn khiến mấy người bị thương, giết nhiều thế tử Âu Lục như vậy, quả là tự tìm cái chết. Đây là muốn khơi mào đại chiến ngút trời sao? Mọi người rối rít bàn luận, nhưng đồng thời cũng đang suy đoán thân phận người áo đen kia. Một bên khác, hai anh em Điền Văn gần như lập tức trốn ra khỏi phạm vi núi Bách Long. Nhưng ở sau bọn họ, Ngụy Vinh Kỳ và Triệu Thắng ngùn ngụt lửa giận đuổi theo đòi chém giết. Nhất là Ngụy Vinh Kỳ, hai mắt hắn gần như sắp phun ra lửa, hoàn toàn là dáng vẻ liều mạng đuổi giết. Tại sao các người lại muốn đuổi giết hai anh em chúng tôi? Điền Khải nghiêng đầu nhìn về phía đám cậu chủ và thế tử sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng giống to. Nhưng hắn vừa dứt lời, đáp lại hắn là Khổng Tề Thiên Tung ra tinh không sát trận. Không sai, đó chính là trận pháp bí mật thượng cổ mà Mạnh Hồng Nho đã từng dùng để vây giết Tiêu Chính Văn. Chỉ là trận pháp mà Khổng Tề Thiên thi triển ra mang uy lực tăng cường không chỉ gấp đôi. May mà lúc Điền Khải chất vấn cũng không dừng bước, nếu không, ắt sẽ bị kẹt chết trong trận. Giờ khắc này, Hồng Ấn đã sớm chờ sẵn, chém tới không gây ra chút tiếng động nào. Điền Văn vội vàng vung kiếm nghênh đón. Nhưng lúc này, Điền Văn đã bị thương nặng đâu còn sức chống đỡ đòn tấn công dốc toàn lực của Hồng Ấn. Suýt nữa hắn đã bị Hồng Ấn chém thành hai khúc, mấy người họ đều là cảnh giới đế quân, hơn nữa cũng là cậu chủ thời kỳ chiến quốc, thủ đoạn và con át chủ bài của ai cũng nhiều vô số kể. Nếu không, Điền Văn đã sớm chết dưới nhát kiếm của Hồng Ấn. Tin tức đám người Ngụy Vinh Kỳ bắt tay nhau đuổi giết hai anh em Điền Văn được truyền đi nhanh chóng mặt. Cái gì? Anh em Điền Văn đang bị những cậu chủ chiến quốc khác đuổi giết ư? Anh em Điền Văn đã không rõ tung tích, hơn nữa, dưới cơn thịnh nộ, Ngụy Vinh Kỳ đã phá đi phủ của hai anh em Điền Văn. Tề Thiên Thư Viện cũng đã bị người ta tắm trong máu, trước khi Hồng Ấn rời thành Thiên Đô, lại tự tay hủy Tề Thiên Thư Viện thành gạch vụn. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi dưới trướng nhà họ Ngụy, nhà họ Triệu cũng đằng đằng sát khí dồn ép nhà họ Khổng. Có thể thấy một trận đại chiến ngút trời sắp mở màn. Chuyện đã hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Người áo đen kia gần như đã thổi bùng ngọn lửa giận trong lòng tất cả cậu chủ chiến quốc, hơn nữa ngay cả Hồng Ấn cũng thể sẽ bầm thây người này thành nghìn mảnh. Chưa tới nửa ngày, toàn bộ thành Thiên Đô đã bị vô số người vây quanh tầng tầng lớp lớp, thế lực khắp nơi cũng bày ra dáng vẻ tuyệt đối không bỏ qua. Thế này phải làm sao đây? Trong thành Thiên Đô, không ít người cũng phát ra tiếng thở dài tuyệt vọng. Nhưng Thanh Liên và ông Lão Thiên Tinh lại không hề có động thái gì. Dẫu sao hai anh em Điền Văn mất tích cũng đã nói rõ bọn họ chính là đầu sỏ tập kích Tiêu Chính Văn cùng đám cậu chủ chiến quốc. Nếu họ đã rời khỏi thành Thiên Đô, vậy chuyện này đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến thành Thiên Đô nữa. Thậm chí Thanh Liên còn không nhịn được mà cười thầm trong lòng, anh em Điền Văn là người nhà họ Khổng, mà ngay cả Khổng Tề Thiên cũng bị hai người họ đánh lén. Đây có thể là báo ứng của việc nhà họ Khổng hành xử không có chừng mực. Nhưng đồng thời, cũng không ít người giật mình với chiến lực của hai anh em Điền Văn. Bất kể người áo đen kia là Điền Văn hay Điền Khải, với chiến lực có thể làm trọng thương liên tiếp mấy người và giết mấy chục người trong lúc hỗn chiến với nhiều cao thủ như vậy thì cũng đã đủ nổi tiếng khắp thiên hạ rồi. Đám người bên phía nhà họ Phương đều mừng thầm cho việc hai anh em Điền Văn có thể có chiến lực như thế. Dẫu sao hai anh em Điền Văn cũng đại diện cho nhà họ Khổng. Điều đó cũng nói lên rằng nhà họ Phương bọn họ sau này có thể được nhà họ Khổng bảo vệ, chắc chắn đến một ngày có thể một bước tới trời.
Trước đây đánh lén Tiêu Chính Văn, bây giờ lại cùng đánh bại bốn cậu chủ Chiến Quốc và mấy người Hồng Ấn, cướp đi tượng rồng vàng ngay trước mặt mọi người, đây là chiến lược ở trình độ nào cơ chứ? Phương Tử Tấn cảm thán nói. Đúng thế, bọn họ không nên toan tính cả Khổng Tề Thiên, dẫu sao mọi người cũng đều xuất thân từ Khổng Thị. Lúc này, nhà họ Phương cũng có người đưa ra quan điểm khác. Dù gì mọi người cũng ở bên dưới bàn cờ của nhà họ Khổng, Điền Văn và Điền Khải làm như vậy quả thực hơi quá. Mấy người đâu hiểu được sự ảo diệu bên trong. Không đánh úp Khổng Tề Thiên thì chẳng phải đang nói cho tất cả mọi người biết người cướp tượng rồng vàng chính là anh em Điền Văn. Thế nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác rồi, chỉ cần không tìm ra được tượng rồng vàng từ trong tay của hai người họ thì ai có chứng cứ xác thực nói lên rằng là hai người họ làm. Phương Tử Tấn cười khẩy, nói. Chỉ có điều, bây giờ đám người nhà họ Phương sẽ không công khai thảo luận chuyện này ở trước mặt người khác, mà cả nhà họ Phương thì đã lan truyền chuyện này đi rồi. Điều khiến cho bọn họ không ngờ tới nhất chính là ngay cả cao thủ vùng ngoài vũ trụ Hồng Ấn cũng phải chịu nhục trong tay hai anh em Điền Văn. Việc này nói lên rằng anh em Điền Văn vẫn luôn che giấu thực lực. Từ đó có thể thấy được trong số bốn cậu chủ Chiến Quốc ẩn trốn cả nghìn năm qua, chỉ có chiến lực của hai anh em Điền Văn là xuất chúng nhất. Hơn nữa, sau này hai người bọn họ cũng rất có khả năng sẽ trở thành chủ lực trên chiến trường vùng ngoài vũ trụ, như vậy dù là nhà họ Khổng hay là nhà họ Phương thì đều có khả năng đạt được lợi ích vô hạn. Cộng thêm việc từ sau khi Hồng Ấn tới vùng ngoài lãnh thổ cũng từng mấy lần ra tay với người nhà họ Phương. Nhà họ Phương vẫn luôn uất hận mà không dám nói. Anh em Điền Văn cũng chẳng khác gì chút được cục tức cho nhà họ Phương. Chỉ có điều người mặc đồ đen chỉ có một, không biết là Điền Văn hay là Điền Khải. Giữa hai anh em bọn họ, chúng ta buộc phải lựa chọn một trong hai. Vào lúc đám người nhà họ Phương đều đang mừng thầm thì lại có người đưa ra thắc mắc. Đây quả thực là vấn đề mấu chốt, dù sao thì hai anh em Điền Văn ai cũng thần bí khó đoán. Lỡ như đứng nhầm đội thì chẳng khác gì nhà họ Phương phung phí mất một quân cờ tốt. Dù là Phương Tử Tấn thì nhất thời cũng khó mà đoán ra được người mặc đồ đen rốt cuộc là ai, dẫu sao bọn họ cũng hiểu biết quá ít về mấy cậu chủ Chiến Quốc. Chỉ đáng tiếc là Tề Thiên Thư Viện cũng bị người mặc đồ đen tiêu diệt sạch sẽ, theo lý mà nói thì dù anh em Điền Văn xuất phát từ mục đích gì thì cũng không nên ra tay quả quyết tới như vậy. Cũng có người bắt đầu hoài nghi người mặc đồ đen kia có thật sự là anh em Điền Văn hay không. Tề Thiên Thư Viện vốn là địa bàn của Khổng Tề Thiên, loại trừ thế lực của Khổng Tề Thiên cũng là để sau này trên chiến trường vùng ngoài vũ trụ có thể danh chính ngôn thuận thống lĩnh các phương. Có những lúc, để thực hiện được chuyện lớn thì phải có hy sinh mới được. Phương Tử Tấn bình thản nói. Nếu đổi lại là ông ta thì ông ta cũng lựa chọn diệt trừ Tề Thiên Thư Viện. Dù gì chuyện Khổng Tề Thiên từng nhận được chỉ điểm của cao nhân vùng ngoài vũ trụ đã không còn là bí mật gì nữa, muốn đứng đầu ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ thì buộc phải vạch rõ ranh giới với Khổng Tề Thiên mới được. Chuyện Tề Thiên Thư Viện bị người ta tắm máu, không chỉ có rất nhiều thế lực ở thành Thiên Đô đều đồng loạt vỗ tay cho là hay, thậm chí ngay cả phía Đông Vực cũng có không ít người mừng thầm. Là một trong số những thế lực nhánh của nhà họ Khổng, Tề Thiên Thư Viện lấy danh nghĩa phổ biến nho học. Không biết đã từng ức hiếp bao nhiêu tông môn và thế gia. Thế nhưng những người này lại e sợ thế lực nhà họ Khổng, chỉ biết căm hận chứ không dám lên tiếng. Bây giờ, Tề Thiên Thư Viện bị tiêu diệt sạch sẽ, điều này cũng chẳng khác gì giúp bọn họ báo được một mối thâm thù lớn. Hừ, cái đám xúc sinh khẩu Phật tâm xà của Tề Thiên Thư Viện đáng chết từ lâu rồi. Nho sinh nỗi gì, đều là một lũ gian manh xảo quyệt. Hừ, ai bảo bọn chúng làm người mà không biết đâu là giới hạn. Giờ thì hay rồi, người không báo thì trời báo. Không ít người đồng loạt bàn tán. Thế nhưng, những người này cũng chỉ dám thì thầm bàn tán mấy câu mà thôi, dẫu sao căn cơ thật sự của nhà họ Khổng cũng không chỉ có một mình Khổng Tề Thiên. Đám đệ tử của Khổng Khưu năm đó vẫn chưa hiện thân, ví dụ như mấy người Tử Cống, Tử Chi, Tử Dư, Tử Kính, ai nấy đều là sự tồn tại giống như sát thần. Mặc dù trong truyền thuyết của thế tục, những người này đều luôn miệng nói mấy lời nhân nghĩa, thế nhưng sự thực thì hoàn toàn trái ngược. Tử Cống trong số đó thì còn được người đời sau ở vùng ngoài lãnh thổ gọi là Ngọc Diện Nhân Ma. Không ít nhân vật lão làng vẫn còn nhớ năm đó Tử Cống giết chết cả gia tộc của Thiếu Chính Mão, ngay cả đứa bé còn nằm trong bụng cũng không bỏ qua, không chỉ có tâm địa độc ác mà còn được thừa hưởng cả sự tàn bạo của Khổng Thị. Tất cả những người tận mắt chứng kiến đại nạn của Thiếu Thị đó đều cảm thấy những ký ức về cảnh tượng tàn sát kia vẫn còn như mới.
Thế nhưng cũng chính từ sau lúc đó, bốn đệ tử lớn dưới trướng Khổng Khưu cũng biến mất theo. Tuyệt đối không được gièm pha chuyện của Tề Thiên Thư Viện, mấy người đâu biết sự đáng sợ của Khổng Thị. Năm đó, cháu cố của Thiếu Chính Mão chỉ mới 3 tháng tuổi mà đã bị Tử Khống ăn tươi nuốt sống luôn rồi. Cảnh tượng đẫm máu đó, nếu như lặp lại trên người chúng ta thì thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Một ông lão lộ ra vẻ mặt kinh sợ căn dặn đệ tử môn hạ của mình. Mà ảnh hưởng của trận chiến này rất lớn, không chỉ có vùng ngoài lãnh thổ mà ngay cả thế tục cũng hết sức chấn động. Tất cả mọi người đều đang suy đoán vùng ngoài lãnh thổ có một cao thủ đẳng cấp như vậy từ khi nào. Có thể giết chết bốn cậu chủ chiến quốc, lại có thể tiến vào thế tục, khiến cho muôn nơi phải nhuốm máu. Cùng lúc này, Erdogan của gia tộc Zisis cũng thấy hơi lo sợ, trận chiến đó bản thân suýt thì đã chết trong tay Điền Văn. Từ đó xem ra người mặc đồ đen đó rất có khả năng chính là Điền Khải, cũng chính vì vậy mà hai anh em bọn họ mới có thể liên thủ giết chết mấy cậu chủ chiến quốc và thế tử Âu Lục. Vậy nên Erdogan càng sợ hãi hai anh em Điền Văn hơn. Nếu như không phải anh em Điền Văn có thủ đoạn bỉ ổi như vậy thì sao hắn có thể để vuột mất bảo vật cơ chứ? Điền Văn, Điền Khải, tôi không giết chết hai người thì không làm người nữa. Erdogan đấm mạnh lên trên bàn đá trước mặt, cái bàn đá lập tức vỡ vụn. Thế nhưng so với hắn thì Khổng Tề Thiên còn phẫn nộ hơn. Cùng lúc này, ông ta đang trên đường tới tổng viện nhà họ Khổng. Biệt viện của Tề Thiên Thư Viện ở thành Thiên Đo bị người ta tắm máu, đó là địa bàn của ông ta đấy. Hơn nữa lại còn giết sạch mấy chục nghìn đồ đệ ngay trong tầm mắt của ông ta, đây rõ ràng là một sự sỉ nhục quá lớn. Càng khiến cho ông ta phẫn nộ chính là Võ Anh Hào cũng chạy về nhà họ Võ, đây mới là một trong số những nỗi bận lòng lớn nhất của ông ta. Lỡ như nhà họ Võ lấy chuyện này ra để làm khó nhà họ Khổng thì nhà họ Khổng rất có khả năng sẽ vì bảo toàn cho cả gia tộc mà giao ông ta cho nhà họ Võ xử lý. Lãnh đạo cấp cao của nhà họ Khổng lúc này đã nhận được tin tức, chắc chắn sẽ trách phạt ông ta nặng hơn. Lòng đầy nỗi lo trở về tổng viện của nhà họ Khổng, chẳng đợi Khổng Tề Thiên mở cửa, một tia sáng màu vàng đã từ trên trời rớt xuống. Khổng Tề Thiên bị tia sáng màu vàng đó đánh cho đổ máu bay ra xa. Thực lực của người ta tay cao hơn ông ta rất nhiều, căn bản không phải thứ mà ông ta có thể chống đỡ nổi. Khổng Tề Thiên, ông phải cho nhà họ Khổng một lời giải thích thỏa đáng. Một giọng nói hết sức uy nghiêm cũng vang lên theo. Tôi, không đợi Khổng Tề Thiên lên tiếng thì giọng nói đó đã lại ngắt lời thêm lần nữa, nếu như không phải ông nói khoác thì sao tôi có thể cho phép ông giam lỏng Võ Anh Hào. Tề Thiên Thư Viện bị giết, ông còn có mặt mũi gì để ăn nói với nhà Khổng nữa. Thể diện của nhà họ Khổng đã bị ông làm cho mất sạch rồi. Còn nữa, giao bức tượng rồng vàng kia ra đây đi. Tượng rồng vàng không ở chỗ tôi, Khổng Tề Thiên khiếp sợ lên tiếng. Cái gì, ông tu hành cả nghìn năm ở vùng ngoài vũ trụ, xưng là vô địch cùng thời, vậy mà ngay cả tượng rồng vàng cũng dâng hai tay cho người khác sao? Vừa dứt lời, lại một tia sáng màu vàng giáng xuống, khiến Khổng Tề Thiên phun ra một ngụm máu lớn. Lục phủ ngũ tạng đều sắp vỡ nát. Khổng Tề Thiên thực sự không nhịn được nữa mà phát ra một tiếng gào thảm thiết. Với hành vi của ông thì vốn dĩ phải chết, tôi chỉ đánh gãy mất khúc xương sườn của ông vẫn còn mặt mũi mà gào nữa à? Vừa dứt lời, một bóng dáng đáng sợ xuất hiện ngay trước mắt. Một người đàn ông tóc bạc trắng, mặc áo choàng thời chiến quốc, xuất hiện trước mặt Khổng Tề Thiên. Đôi mắt ông ta như thể xuyên thấu trời đất. Khí thế mạnh mẽ khiến Khổng Tề Thiên không thở nổi. Ông ta chắp một tay sau lưng, ngạo nghễ nhìn về phía xa, như thể cả thế giới đều bị dẫm nát dưới chân mình. Khổng Tề Thiên quỳ xuống trước mặt ông ta, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn. Tôi chỉ muốn biết tại sao Tề Thiên Thư Viện lại bị xóa sổ. Ông có biết nhà họ Khổng đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền tài để xây dựng Tề Thiên Thư Viện không? Tử Cống lạnh lùng nhìn Khổng Tề Thiên. Mặc dù ông ta chỉ là một trong 3.000 đệ tử của Khổng Khưu, nhưng trong số các đệ tử, Tử Cống vô cùng nổi tiếng. Trong giới thế tục, ai cũng gọi ông ta là đệ tử của Thánh Nhân, nhưng ở vùng ngoài lãnh thổ, ông ta nổi tiếng là hung hãn tàn độc. Dù ở ngoài vùng lãnh thổ hay trong giới thế tục thì những đệ tử khác của Khổng Khưu không thể thay thế danh tiếng của Tử Cống. Lúc đó tôi trở về thành Thiên Đô để kiểm tra chi nhánh của Tề Thiên Thư Viện. Trong tay đối phương có Cửu Châu Thần Đỉnh, đó là vũ khí thần thượng cổ, cho dù tôi ở Tề Thiên Thư Viện thì cũng không thể chống lại nổi.
Khổng Tề Thiên cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Cho dù ông ta kiêu ngạo đến đâu thì cũng chỉ có thể cúi đầu trước mặt Tử Cống. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Cho dù là ai thì cũng phải nợ máu trả máu, mắt Tử Cống sáng bừng, sát khí tràn ngập khắp cơ thể. Nhưng có tin đồn rằng là do anh em họ Điền làm. Chúng ta có rất nhiều giao ước với nhà họ Điền ở nước Tề, nếu ra tay với hai người họ, e rằng sẽ khó giải thích với lãnh đạo cấp cao. Khổng Tề Thiên ngẩng đầu lên nói. Tử Cống lạnh lùng nhìn Khổng Tề Thiên, một lúc lâu sau mới hừ rồi nói, ông muốn giết Điền Văn. Ông hãy từ bỏ suy nghĩ ấy đi. Nói xong, Tử Cống phất tay áo, đi thẳng vào trong nhà họ Khổng. Khổng Tề Thiên nhìn theo bóng lưng của Tử Cống, thầm nghiến răng. Lần này, kế hoạch của ông ta lại thất bại. Đúng lúc này, Hồng Ấn đã trở về ngôi nhà ở Tây Nam Đông Vực, chắp một tay sau lưng, nhìn về phía xa xa. Lần này bỏ lỡ dịp tốt với tượng rồng vàng, thực sự đã nằm ngoài dự liệu của ông ta. Theo lý mà nói, tu vi của ông ta không thể thua được, nhưng sự xuất hiện của người đàn ông áo đen đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch của ông ta. Nói cách khác, ông ta căn bản không coi núi Bách Long ra gì. Nơi đây từng là một trong những nghĩa địa của Long tộc, nhưng nó là nghĩa địa của Long tộc lúc suy tàn. Theo điều tra trước đó của ông ta, cho dù gặp phải phản kháng thì cũng không nên quá nóng vội. Chỉ cần lấy được tượng rồng vàng thì sẽ có thể mở ra khí tức của rồng ở bên trong, từ đó có thể mở các vết nứt trong không gian, đưa đại quân ở vùng ngoài vũ trụ vào vùng ngoài lãnh thổ. Vừa có thể hạ được vùng ngoài lãnh thổ, vừa chinh phục được giới thế tục. Nhưng người áo đen đã cướp đi tượng rồng vàng, còn khiến ông ta suýt chút nữa ngã trên núi Bách Long. Kể từ khi Hồng Ấn đến vùng ngoài lãnh thổ, ông ta luôn coi thường thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ, thậm ông ta còn không coi cậu chủ chiến quốc gia gì. Ông ta cũng không quan tâm đến Tiêu Chính Văn. Thậm chí trong trận chiến với Mạnh Hồng Nho, Tiêu Chính Văn đã thể hiện thực lực hơn người, nhưng Hồng Ấn vẫn không coi Tiêu Chính Văn là đối thủ. Mặc dù Tiêu Chính Văn đã từng đánh bại cao thủ ở vùng ngoài vũ trụ, nhưng cao thủ ở vùng vũ trụ còn kém xa cấp bậc của ông ta. Theo ông ta thấy, Tiêu Chính Văn có thể dễ dàng giết đám người Mạnh Hồng Nho đều là do may mắn, vì Mạnh Hồng Nho không hề biết cách phát huy tối đa sức mạnh của trận pháp. Vì vậy, cho dù trận pháp mạnh đến đâu thì đều phung phí của trời nếu đặt trong tay họ. Nếu Hồng Ấn đích thân ra tay, Mạnh Hồng Nho còn chưa kịp vây đánh ông ta thì đã bị ông ta giết chết rồi. Chỉ có người mặc áo đen đánh lén mọi người kia mới cho ông ta cảm giác nguy hiểm. Cảm giác đó như thể ông ta sẽ chết dưới tay người áo đen kia bất cứ lúc nào. Đây là lần đầu tiên ông ta cảm nhận được cảm giác chết chóc rõ rệt đến vậy. Vì vậy, sau khi đánh một đòn với người kia, ông ta đã nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Lúc này, ông ta cũng đang thầm nghĩ đến thân phận của người áo đen đó. Suy đi nghĩ lại, chỉ có Điền Văn và Điền Khải là đáng nghi nhất. Lúc bắt đầu, Điền Khải không hề xuất hiện, có thể nói, khi người áo đen kia xuất hiện, Điền Khải mới đột nhiên lao ra khỏi đám người. Điều đó có nghĩa là ngay từ đầu, hắn đã ẩn mình trong đám đông và chờ đợi cơ hội. Nói cách khác, Điền Khải đã che giấu khí tức của mình thành công, rất có thể Điền Văn và Điền Khải đã có giao hẹn trước. Theo cách hai người hợp lực, cùng lúc tấn công một trong bốn cậu chủ chiến quốc. Lấy hai địch một, thực lực của mọi người gần như ngang nhau, đương nhiên không có ai là đối thủ của bọn họ. Lúc này, ánh mắt của Hồng Ấn không hề sợ hãi, mà ngược lại lộ ra vẻ tham lam. Chỉ cần tìm ra được người này, hút hết tinh huyết của hắn thì có thể có được hơn nửa sức mạnh của hắn. Không chỉ Hồng Ấn mà cả vùng ngoài lãnh thổ đều nghi ngờ anh em Điền Văn. Cũng chỉ bọn họ mới có thực lực này. Hơn nữa, người áo đen kia giống y hệt người đã đánh lén Tiêu Chính Văn, từ vóc dáng, hay thời cơ ra tay đều giống nhau. Sau khi nhận được tin tức này, Thiên Tử Hoa Quốc cười lớn, ồ! Bọn họ đều nghi ngờ Điền Văn hoặc Điền Khải sao? Ha ha ha, thưa Thiên Tử, lẽ nào không phải à? Tần Vũ nhíu mày hỏi. Không thể là anh em Điền Văn được, bởi vì hai người họ đều bị đánh lén. Mặc dù không bị thương nặng, nhưng đây là một trong những điểm đáng nghi ngờ. Hơn nữa, bốn cậu chủ chiến quốc không thể hành động một cách quyết đoán và có chiến lược rõ ràng như vậy được. Tôi thừa nhận bọn họ có tầm nhìn, có thực lực, nhưng bọn họ thiếu cái nhìn tổng quát. Hơn nữa, tôi dám khẳng định người mặc áo đen đó chính là Tiêu Chính Văn, Thiên Tử nói với vẻ chắc chắn.
Cậu Tiêu Ư, Tần Vũ kinh ngạc nói. Nghe nói người mặc áo đen đánh lén cậu chủ chiến quốc chính là người đã tắm máu Tề Thiên Thư Viện. Ngộ nhỡ thân phận của Tiêu Chính Văn bại lộ thì khó để tưởng tượng kết quả. Đúng vậy, ngoại trừ Tiêu Chính Văn, chắc chắn không tìm được người thứ hai. Nhưng chuyện này phải giữ bí mật, nếu thân phận của Tiêu Chính Văn bị bại lộ thì chắc chắn cậu ấy sẽ rơi vào nguy hiểm. Thiên tử cau mày nói. Ha ha ha, nghe vậy, Tần Vũ cười lớn, tôi đoán đám người ở vùng ngoài lãnh thổ có nằm mơ cũng không ngờ người đánh lén bọn họ rồi cướp tượng rồng vàng chính là cậu Tiêu. Quả thực, như Tần Vũ đã nói, ở vùng ngoài lãnh thổ, không một ai nghi ngờ Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn không chỉ bị người mặc áo đen đánh lén mà đến bây giờ vẫn đang dưỡng thương, lấy đâu ra sức lực đi tấn công người khác. Các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ cũng đang đánh giá lại thực lực của Tiêu Chính Văn và cậu chủ chiến quốc. Xem ra trước đây chúng ta đã đánh giá thấp Tiêu Chính Văn. Mặc dù cậu ta bị thương nặng, nhưng sự thật chứng minh rằng ngay cả bốn cậu chủ chiến quốc cũng không phải là đối thủ của người mặc áo đen kia. Không chỉ vậy, chẳng phải Hồng Ấn ở vùng ngoài vũ trụ cũng bị ép lui sao? Hừ, bất kể như thế nào, thời đại của Tiêu Chính Văn cũng đã qua rồi, cho dù người mặc áo đen là Điền Văn hay Điền Khải, thì đều không phải người mà Tiêu Chính Văn có thể đắc tội. Lúc này, các thế lực của nhà họ Khổng cũng tỏ vẻ coi thường. Mà Tiêu Chính Văn không hề quan tâm đến những cuộc bàn tán bên ngoài, mang thẳng tượng rồng vàng về đế khư. Để đề phòng bất trắc, Tiêu Chính Văn còn đặc biệt yêu cầu Thượng quan Uyển Nhi dẫn theo Ngự Lâm vệ đi tuần tra một vòng nữa. Cho đến bây giờ, mọi người mới hiểu ra sự tận tâm của Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu đúng là tài trí hơn người, bây giờ không chỉ lấy được tượng rồng vàng, mà còn hướng mũi giáo về phía anh em Điền Văn. Xem ra vẫn là Long Vương tính toán như thần, không chỉ hủy diệt Tề Thiên Thư Viện, gài người vào thành Thiên Đô, mà còn đánh trọng thương mấy vị cậu chủ chiến quốc. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn và Điện Thần Long hoàn toàn đứng ngoài chuyện này, nhưng hai anh em Điền Văn và Điền Khải lại bị úp nổi vô cớ. Cho dù Điền Văn và Điền Khải có nước Tề lớn mạnh phía sau hỗ trợ, nhưng cái nổi này quá nặng. Kế hoạch của anh Tiêu thật tài tình. Tôi thấy mình thật kém cỏi, đám người Lý Bạch lần lượt cười nói. Ông lão bên cạnh Tiêu Chính Văn mỉm cười nói, đây mới chỉ là bắt đầu. Kế hoạch của chủ thượng đâu chỉ đơn giản như vậy. Mọi người nghe vậy, rối rít nhìn về ông lão bên cạnh Tiêu Chính Văn, đó là một gương mặt xa lạ, nhưng từ cách gọi của cụ ấy đối với Tiêu Chính Văn, hẳn là người quen cũ của anh. Giới thiệu với mọi người một chút, vị này là Độ Thiên Chân Nhân tới từ thế tục. Tiêu Chính Văn chỉ về phía Độ Thiên Chân Nhân, sau đó lấy tượng rồng vàng ra. Giờ phút này, Độ Thiên Chân Nhân và mọi người ở đây đều rối rít nhìn về phía tượng rồng vàng trong tay Tiêu Chính Văn. Mở, tay Tiêu Chính Văn nâng tượng rồng vàng, miệng đột nhiên quát to một tiếng, chỉ thấy tia sáng vàng bay thẳng ra từ tượng rồng vàng. Thu, Độ Thiên Chân Nhân đột nhiên giơ tay lên vẽ một hình vẽ kỳ quái, ánh sáng vàng kia lập tức lao thẳng vào trong lòng bàn tay Độ Thiên Chân Nhân. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người thầm giật mình, Độ Thiên Chân Nhân này cũng như Tiêu Chính Văn, họ căn bản không nhìn ra tu vi, nhưng chỉ dựa vào chiêu thức này đã biết cảnh giới của người này tuyệt đối không hề thấp. Trên thực tế, khoảng thời gian này, dù Độ Thiên Chân Nhân vẫn luôn ở sơn thành giới thế tục, nhưng tốc độ tiến bộ thực lực cũng nhanh kinh người. Thông qua trận phổ và tâm đắc tu luyện mà Tiêu Chính Văn để lại cho cụ ấy, vào một tháng trước, Độ Thiên Chân Nhân đã đạt đến cảnh giới nhân hoàng cấp 9. Lúc này, sau khi lấy được một chút khí tức của rồng ẩn giấu bên trong tượng rồng vàng, cụ ấy đã đột phá thẳng lên đế cảnh. Hơn nữa như thế vẫn chưa hết, cảnh giới của Độ Thiên Chân Nhân tiếp tục được nâng cao, vững vàng dừng ở đế cảnh cấp 5, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Khí tức của cảnh giới đại đế bao trùm, không chỉ Lý Bạch, ngay cả đám người từ huy tổ cũng hoảng sợ. Tiêu Chính Văn đang tạo nên cao thủ cảnh giới đại đế, chứ không phải chỉ đơn giản như bồi dưỡng nữa. Cậu Tiêu, tượng rồng vàng có công dụng như vậy sao? Viên Thiên Canh không dám tin nhìn tượng rồng vàng lấp lánh rực rỡ trong tay Tiêu Chính Văn, kinh ngạc nói. Đương nhiên, tượng rồng vàng được tạo nên từ núi Bách Long, chính là bảo vật ngưng tụ khí tức của trăm con rồng thần, dĩ nhiên loại bảo vật này không thể rơi vào tay người có dụng ý khác. Dứt lời, Tiêu Chính Văn lại dùng trận pháp thúc giục tượng rồng vàng, trong phút chốc, hàng trăm luồng khí tức của rồng đồng thời bay ra. Mọi người ở đây gần như đều tăng lên một cảnh giới trong nháy mắt. Tần Lương Ngọc đạt tới đế quân cấp đỉnh cao.
Cùng lúc đó, cuộc hỗn chiến lớn ở Đông vực gần như sắp bùng nổ. Ngụy Vinh Kỳ đích thân dẫn quân Ngụy Vũ tập kết sát biên giới, chạy thẳng tới thành Thiên Đô và khu nhà bên phía nhà họ Khổng. Bầu trời như bị không khí chiến tranh bao trùm, ngay cả không ít cao thủ đế cảnh cũng ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí. Những khu vực khác cũng nhao nhao mở kết giới phòng ngự, thẳng thừng vạch rõ ranh giới với Đông vực. Hơn nữa, mấy chục ngàn thiết kỵ nước Triệu cũng lũ lượt xông vào Đông vực, mục tiêu cũng là nhà họ Khổng. Giờ phút này, Tử Cống cũng không ở ẩn nữa mà xuất đầu lộ diện. Tin tức Tử Cống của nhà họ Khổng xuống núi khiến thế lực khắp nơi ở Đông vực đều thay đổi thái độ. Ông ta là đao phủ tiếng tăm lừng lẫy trong nhà họ Khổng. Vào mấy ngàn năm trước, ông ta đã nổi tiếng hung ác, hôm nay xuất hiện lần nữa, hiển nhiên là nhà họ Khổng đã đến lúc nguy cấp, đứng bên bờ vực của sự sống và cái chết rồi. Lúc trước mọi người vẫn còn mừng thầm, anh em Điền Văn là thế lực nhà họ Khổng, giờ phút này, ai nấy đều kinh hãi run sợ. Ngay cả Tử Cống cũng xuất hiện, điều này đã nói lên nhà họ Khổng đến lúc nguy nan. Vậy ngày tháng yên ổn của họ cũng coi như chấm dứt. Anh em Điền Văn và Điền Khải đã sớm trốn vào trong núi sâu, giờ phút này cũng công khai lên tiếng, thẳng thừng chối bỏ tin tức hai người họ là người mặc đồ đen. Nhưng chuyện tới lúc này, bọn họ đã không thể bào chữa được nữa. Dẫu sao hai nước Ngụy, Triệu đã tập kết quân đội sát biên giới, Ngụy Vinh Kỳ và Triệu Thắng đã tuyên bố phải băm xác anh em họ Điền ra thành nghìn mảnh. Vào thời điểm này, bất kể anh em Điền Văn giải thích thế nào, cũng sẽ bị cho là cố tình nói dối để bảo toàn mạng sống mà thôi. Huống hồ, khắp toàn bộ Đông vực, người thật sự có năng lực đánh lén Ngụy Vinh Kỳ và Triệu Thắng cũng chỉ có hai anh em họ Điền. Còn Khổng Tề Thiên thì cho ông ta mượn 10 lá gan, cũng không dám công khai ra tay với nhân vật như Ngụy Vinh Kỳ. Đêm đó, tiếng hành quân vang khắp ngàn dặm, kèn hiệu tấn công truyền khắp toàn bộ Đông vực. Nước Ngụy và nước Triệu đồng loạt ra tay, nhà họ Khổng cũng đã tụ họp đông đảo cao thủ, chuẩn bị nghênh chiến đại quân hai nước Ngụy Triệu. Một bên là quân đoàn thiết huyết của chiến quốc, bên kia là đám cao thủ nhà họ Khổng trải qua ngàn năm đào tạo. Hai bên không ai nhường ai, đại chiến sắp bùng nổ. Quân Ngụy Vũ không chỉ đã từng nổi tiếng khắp các nước, lại còn là sự tồn tại mạnh hơn cả Ngự Lâm vệ, thực lực trung bình gần như đều là nhân hoàng cấp 9, thậm chí còn cao hơn. Điều này tương đương với việc Ngụy Vinh Kỳ tự mình thống lĩnh hơn 10.000 cao thủ đế cảnh và mấy chục ngàn cao thủ nhân hoàng cấp 9, khí thế hung hăng đánh tới. Mà chiến lực mấy chục ngàn thiết kỵ phía Triệu Thắng cũng không thua Ngụy Vinh Kỳ, hai nhà hợp lại cùng gây khó dễ nhà họ Khổng, giờ phút này cho dù là nhà họ Khổng cũng có chút không ngăn nổi. Thật may có người tung ra tin tức Tử Cống xuất hiện, lúc này mới ổn định lại lòng quân nhà họ Khổng. Nếu không, thậm chí không cần khai chiến. Nhà họ Khổng cùng với thế lực lớn nhỏ phụ thuộc nhà họ Khổng sẽ sụp đổ tan rã trong nháy mắt. Lúc này toàn bộ Đông vực cũng bị bao phủ trong khói lửa chiến tranh, cho dù là người đã từng trải qua chiến trận như Tần Lương Ngọc cũng mang vẻ mặt căng thẳng nghiêm túc nhìn về phương xa. Viên Thiên Canh và mấy người Lý Bạch cũng như gặp kẻ địch mạnh, ai nấy đều đề cao cảnh giác lên gấp 20 lần. Trên bầu trời xa xăm, ánh sáng rực rỡ lung linh, đêm tối cũng như ban ngày. Tiếng trống trận, tiếng kèn lệnh, tiếng chuông ngựa đan xen vào nhau. Một luồng khí tức kinh khủng bao trùm cả bầu trời. Giờ khắc này, Thiên Đạo Minh Ước cũng bị kinh động. Không ít lãnh đạo cấp cao của Thiên Đạo Minh Ước rối rít bay lên trời, nhìn về phía chiến trường từ xa. Nhưng vào lúc này, lại có một đại quân xuất hiện trong tầm mắt mọi người, chỉ thấy một lá cờ lớn che khuất quá nửa bầu trời, có thể thấy rõ ràng hai chữ Tư Mã cao như cửa thành. Mặc dù đại quân này không có thực lực như quân Ngụy, Triệu, nhưng người người đều là cao thủ cảnh giới nhân hoàng. Hơn nữa người đông đến mức gần như nhìn không thấy điểm cuối. Ở phía sau bọn họ chính là Bát Kỳ Quân, tuy nói Bát Kỳ Quân chỉ có cảnh giới nhân vương, nhưng quân do mấy trăm ngàn nhân vương tạo thành cũng đủ để khiến người ta kinh hồn bạt vía. Tư Mã Viêm, Hoàng Thái Cực, Ngụy Vinh Kỳ và Triệu Thắng cảm thấy e dè nhìn về phía người dẫn đầu hai đại quân. E là nhà họ Khổng đã thật sự ra tay rồi. Cuộc chiến nổ ra, thắng bại khó đoán. 80% là ngọc nát đá tan. Không ít thế lực cũng âm thầm bàn luận kết quả trận chiến. Mặc dù hai nước Ngụy Triệu có binh cường mã tráng, nhưng nhà họ Khổng cũng có số người đông không kém. Còn hai người Tư Mã Viêm và Hoàng Thái Cực hỗ trợ, cộng thêm Tử Cống đã ra mặt, thực lực ngang sức ngang tài với hai người Ngụy Vinh Kỳ và Triệu Thắng. Dừng lại, sắc mặt Ngụy Vinh Kỳ chợt biến đổi,
ra lệnh cho đại quân dừng bước. Xa xa, Triệu Thắng cùng đang phi ngựa vung đao chém giết về phía người nhà họ Khổng. Giờ khắc này, Tử Cống còn thẳng thừng làm thay đổi hiện tượng thiên nhiên, vô số sao băng rơi xuống trong nháy mắt, tấn công về phía quân của Ngụy Vinh Kỳ. Địa vị nhà họ Khổng bị uy hiếp trước nay chưa từng có, điều này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Tử Cống. Nếu hôm nay không thể ép hai nước Ngụy, Triệu lui quân thì ngày sau cơ nghiệp nhà họ Khổng mất mấy ngàn năm xây dựng sẽ sụp đổ tan tành. Lúc này, người nhà họ Phương cũng không ngồi yên được nữa, đã đến lúc nguy cấp đứng bên bờ vực sinh tử rồi. Chỉ thấy một bóng người bay thẳng lên trời, chắp tay vái lại Tử Cống, Tử Cống tiên sư, vãn bối Phương Tử Tấn, mong tiên sư cút. Tử Cống quát to một tiếng, Phương Tử Tấn lập tức hộc máu, tiên sư, tuyệt đối không thể khai chiến. Người nhà họ Phương rối rít quỳ dưới chân Tử Cống, đau khổ cầu xin. Cùng lắm đông vực máu chảy thành sông, nhà họ Khổng đủ sức để đánh, Tử Cống lạnh lùng nhìn về phía hai người Ngụy Vinh Kỳ và Triệu Thắng. Thật ra ông ta đang cảnh cáo, cũng là uy hiếp hai người họ. Lỡ như đông vực máu chảy thành sông thật thì thiên đạo minh ước ắt sẽ ra tay, đến lúc đó, Ngụy Vinh Kỳ và Triệu Thắng hoàn toàn không gánh nổi tội danh lớn như vậy. Không. Nhà họ Khổng chúng tôi không muốn khai chiến với hai nước Ngụy, Triệu. Đang lúc ấy lại có một bóng người đáng sợ hiện ra. Khí thế của Tử Dư vô cùng uy nghiêm, lúc vừa hiện thân, vô số dãy núi cao dưới chân ông ta liền sụp đổ. Thậm chí ngay cả bầu trời cũng bắt đầu méo mó. Tử Dư, Tử Cống chợt nghiêng đầu nhìn về phía Tử Dư, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tử Dư, người này đã từng chu du các nước ở thời Khổng Khưu. Cũng là người tự mình dẫn 3.000 đệ tử Khổng Khưu đánh một trận với quân nước Tiến, lúc khắp thế giới bán bản đồ bày bố binh phòng nước Lỗ. Hơn nữa không hề mất một binh một tốt nào đã đánh bại được 40.000 quân nước Tiến. Vì vậy, địa vị của ông ta ở nhà họ Khổng chỉ cao chứ không thấp hơn Tử Cống. Tử Dư, Tử Chi là hai đại chiến thần của nhà họ Khổng. Ngay cả bọn họ cũng xuất hiện, e rằng hôm nay không có chuyện hay để xem rồi. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa đặt ly trà xuống, không khỏi có chút thất vọng thở dài. Nói một cách nghiêm túc, trong số 4 đệ tử của Khổng Khưu, Tử Cống không phải là người có chiến lực mạnh nhất, cũng không phải là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất. So với ông ta thì hai người Tử Dư và Tử Chi mặc dù không nổi danh, nhưng trong nội bộ nhà họ Khổng lại là sự tồn tại có uy danh rất cao. Mà vào thời điểm mấu chốt khi trận đại chiến giữa đôi bên sắp sửa diễn ra, Tử Dư đích thân lộ diện. Ngăn cản Tử Cống, ngay cả đám người nhà họ Khổng cũng cảm thấy khó hiểu. Ngụy Vinh Kỳ, tôi đã đích thân lộ diện rồi, lẽ nào cậu vẫn còn định cố chấp tới cùng sao? Tử Dư lạnh lùng nhìn Ngụy Vinh Kỳ, ngược lại hoàn toàn ngó lơ Triệu Thắng. Thật ra ai cũng đều nhìn ra được Ngụy Vinh Kỳ và Ngụy Võ Tốt phía sau lưng hắn mới là chủ lực của trận chiến này, hơn nữa chỉ cần thuyết phục được một người có thực lực mạnh nhất trong số hai người bọn họ, vậy thì người còn lại cũng sẽ tự động rút lui. Ngụy Vinh Kỳ hết sức kiêng dè nhìn về phía Tử Dư, không nói nửa lời. Xem ra Ngụy Vinh Kỳ cũng rất dè chừng Tử Dư nhỉ. Đó là chuyện đương nhiên, Tử Dư là một trong số những môn sinh của Khổng Khưu, biết đánh đấm nhất, nếu như thật sự chọc cho ông ta nổi điên, vậy trận chiến này Ngụy thị chưa diệt vong thì tuyệt đối sẽ không dừng lại. Diệt vong Ngụy quốc, nếu Tử Dư thật sự làm như thế, Thiên Đạo Minh Ước sẽ đồng ý sao? Mấy người Tần Lương Ngọc và Viên Thiên Canh cũng đồng loạt bàn tán. Khác với thế lực các phương của Đông Vực, bây giờ, trước mặt bọn họ không chỉ bày biện quả khô và rượu ngon trà thơm, thậm chí còn có không ít đệ tử võ tông từ thế tục tới vùng ngoài lãnh thổ, phân thành từng tốp đứng hai bên, chuẩn bị châm dầu trợ uy cho hai bên bọn họ. Đặc biệt là đệ tử võ tông từ thế tục tới đều là thế gia võ đạo có quan hệ mật thiết với nhà họ Trương chứ không phải năm đại danh sơn. Vậy nên ai trong số họ cũng đều tới chỉ để đứng bên ngoài hóng hớt. Chỉ mong thế lực các phương của vùng ngoài lãnh thổ đồng loạt ra tay, chém giết dữ dội mới hay. Lúc này, Trương Lăng Phong lại nhìn về phía Tiêu Chính Văn với ánh mắt hết sức tôn sùng, phải biết rằng trận đại chiến có 102 này hoàn toàn là chủ ý của Tiêu Chính Văn. Thế nhưng bản thân anh lại đang ngồi cắn hạt dưa, ăn hoa quả, dáng vẻ bình thản chờ xem kịch hay. Nếu như nhà họ Khổng và Ngụy Thị biết được kẻ đầu sỏ của tất cả mọi chuyện này chỉ là một kẻ tiểu bối đến từ thế tục còn chẳng lọt nổi vào trong mắt bọn họ thì không biết sẽ có cảm nghĩ thế nào. Ngay cả hậu nhân Trần Huy Tổ của Trần Khánh Chi lúc này cũng phải giơ ngón tay cái với Tiêu Chính Văn, chiêu mượn dao giết người này rõ ràng quá tuyệt đỉnh.
chỉ tiện tay bài bố cục diện đã có thể khiến cho nhà họ Ngụy và nhà họ Khổng sử dụng vũ lực với nhau, đây là sự toan tính ở mức độ nào cơ chứ? Dù cho hai nhà bọn họ hôm nay dừng việc đánh giết, nhưng vết nứt này đã chẳng thể lành lại được nữa rồi, sau này chỉ cần có cơ hội thì vẫn sẽ giết hại lẫn nhau. Chuyện này chẳng khác gì Tiêu Chính Văn giúp đôi bên tìm được đối thủ tiêu hao sinh lực, rõ ràng quá cao tay. Thế lực các phương khác bây giờ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Dù là Ngụy Vinh Kỳ, Tử Dư hay Tử Cống, ai cũng là những kẻ không dễ đối phó, chỉ lơ là chút thôi thì sẽ gây nên tai họa, ngược lại sẽ trở thành chỗ trút giận của cả hai bên, ai có thể chịu đựng nổi đây. Thậm chí ngay cả Hồng Ấn cũng nhìn về phía hai bên đang đối đầu với vẻ hết sức hứng thú. Tử Dư, ông cũng biết Ngụy Thị định tiêu diệt nhà họ Khổng, sao chúng tôi có thể để yên cơ chứ? Tử Cống rất không cam tâm, phẫn nộ lên tiếng. Trận chiến với Ngụy Thị bây giờ chỉ dẫn tới thiệt hại cho cả đôi bên, ngược lại còn khiến cho kẻ có ý đồ xấu ngư ông đắc lợi. Điều này vừa không phù hợp với lợi ích của nhà họ Khổng, cũng chẳng có lợi gì cho Ngụy Thị hết. Tử Dư bình tĩnh lên tiếng. Dù cho máu chảy thành sông thì cũng có làm sao, Tử Cống vẫn không cam tâm biện bạch. Đông vực không thể đại loạn, loạn thế sắp tới rồi, Tử Dư trầm giọng nói. Nếu đã là loạn thế, vậy thì đáng lý phải chiến đấu mới phải, trong mắt Tử Cống lóe lên hai tia sáng sắc lạnh. Khi trước, Khổng Thị đã có cơ hội thống lĩnh Đông vực, thế nhưng lại bị Doanh Thị phá rối. Bây giờ, nhìn thấy một trận chiến khẳng định vị thế mà lại bị Tử Dư ngăn lại, ông ta sao có thể cam tâm? Huống hồ lần này ngay cả nhà họ Tư Mã và nhà họ Jisis cũng đã dốc hết toàn lực, cộng thêm ông ta và Tử Dư thì càng nắm chắc thắng lợi, nếu như cứ như vậy ngừng chiến, về tình về lý đều không thể giải thích thỏa đáng được. Còn về việc trận chiến này sẽ khiến cho bao nhiêu người phải chết, bao nhiêu máu phải đổ thì Tử Cống căn bản không bận tâm. Dù Đông vực trở thành một chốn không người thì ông ta cũng chẳng có gì tiếc nuối. Đúng vào lúc này, bên phía Nam vực, một luồng khí tức khủng bố đột ngột dâng lên. Một bóng hình cực lớn cũng theo đó xuất hiện trên bầu trời. Hachiki Orochi, Tử Dư quay đầu nhìn về phía khoảng không. Chính là Hachiki Orochi bên phía Vi Hào. Hai vị, đã lâu không gặp rồi nhỉ, người đàn ông cao to vừa lên tiếng, giọng nói đã chấn động khắp bốn phương. Hachiki Orochi của Vi Hào từ hơn 2.000 năm trước bị Doanh Thị đuổi khỏi Đông Vực, vẫn luôn ẩn mình ở Nam Vực. Cũng chính bởi vì có mối thù sâu đậm với Doanh Thị nên bên phía Vi Hào mới luôn thù địch Hoa Quốc. Hachiki Orochi từng đánh cho Bạch Khởi bị trọng thương, vậy nên ông ta mới để lại một phân thân ở thế tục Vi Hào, còn cử mấy đệ tử trên danh nghĩa trông coi phân thân của ông ta. Hôm nay Đông Vực đột nhiên bị không khí chiến tranh bao trùm. Điều này mới kinh động tới Hachiki Orochi. Cùng với sự xuất thế của ông ta, xung quanh lập tức rơi vào trầm mặc. Dù là ông ta hay là Tử Cống, Tử Dư thì đều là nhân vật của thời kỳ Thiên Tần, hơn nữa ai nấy đều là những người chỉ cần một lời nói cũng có thể định đoạt sự sống chết của vô số sinh linh. Ra tay lúc này không đúng lúc chút nào, một khi Thiên Đạo Minh Ước nhúng tay vào thì sẽ làm đảo lộn cục diện của chúng ta, vẫn mong các vị bớt giận. Trong mắt Hachiri Orochi ngập tràn sát khí, nói. Lúc này, Tử Cống cũng buộc phải nén lửa giận trong lòng, vung tay lên xua đi hiện tượng thiên văn khủng bố. Thế nhưng một giây sau, Tử Cống đột nhiên chuyển tầm mắt nhìn thẳng về phía đế khư. Ngay tức thì, uy áp khủng bố bao trùm lấy bầu trời đế khư. Nguy rồi, không phải ông ta, mấy người Lý Bạch đột nhiên kinh hãi. Nếu như bị người ở đẳng cấp cao như Tử Cống nhìn thì Điện Thần Long e rằng sẽ tan thành cho bụi chỉ trong nhát mắt. Tiền bối, hành động này không thỏa đáng lắm nhỉ. Cùng lúc này, lại một luồng khí tức đổ ập tới, bảo vệ đế khư. Bóng dáng của Trương Nghi xuất hiện trên khoảng không, mặc dù ngoài miệng gọi Tử Cống là tiền bối, thế nhưng biểu cảm lại ngập tràn vẻ khinh thường. Trương Nghi, trong ánh mắt của Tử Cống lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng đúng vào lúc này, lại có ba bóng người xuất hiện phía sau lưng Trương Nghi. Tử Cống ăn thịt trẻ sơ sinh, ức hiếp kẻ yếu hèn, những tin đồn mất hết nhân tính xem ra đều là thật nhỉ. Một người đàn ông nho nhã mặc áo dài nam màu trắng, lưng đeo kiếm dài phe phẩy chiếc quạt lông, cười lạnh lùng nói. Bên cạnh ông ta có một người đàn ông trung niên hai bên tóc mai đã ngả sang màu muối tiêu đang ngồi trên xe, ở bên còn lại là một nam thanh niên cường tráng trên người mặc chiến giáp màu bạc. Tô Cầm, Bàng Quyên, Tôn Tân, hai người Tử Cống và Tử Dư đồng loạt lộ ra vẻ kiêng dè.
Muốn đánh à? Tôn Tân tiếp chiêu bất cứ lúc nào. Bàng Quyên xin nhận sự chỉ giáo từ các vị. Sau khi ba người lần lượt lên tiếng, sắc mặt của Tử Cống đã trở nên khó coi tới cực điểm. Tứ kiệt chiến quốc đâu phải là những người mà ông ta có thể chọc tới. Chưa nói tới Trương Nghi, Tô Cầm, chỉ riêng Bàng Quyên yếu nhất cũng có thể đánh bại ông ta. Các vị hiểu nhầm rồi, chỉ là một tiểu bối có chút ân oán với hậu bối của nhà họ Khổng chúng tôi mà thôi. Tôi chỉ định khuyên răn người này mau tới tổng viện nhà họ Khổng chúng tôi nhận tội và chịu phạt. Tử Cống vừa nói dứt lời, Trương Nghi đã bật cười lạnh lùng, bình thản nói, vậy thì cũng có thể nói rằng các vị không định tắm máu đế khư nữa. Bốn anh em chúng tôi vẫn còn có một ván cờ vẫn chưa chơi xong, không ở lại thêm nữa. Có điều, khoảnh khắc Trương Nghi quay người đi, ông ta đột nhiên cao giọng, lạnh lùng nói, nếu như hôm nay trong đế khư có một người chết thảm, nhà họ Khổng sẽ bị diệt môn. Nói xong, tứ kiệt chiến quốc lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Chúng ta đi, Tử Dư bực tức phất ống tay áo rồi cũng biến mất theo. Chỉ có Tử Cống qua một lúc mới hít sâu, bị Trương Nghi uy hiếp diệt môn ngay trước mặt mọi người, ông ta đã không còn thể diện gì nữa rồi, thế nhưng đối diện với tứ kiệt chiến quốc, ông ta lại chỉ có thể nuốt cục tức này vào trong. Hừ, không thể ức hiếp nhà họ Khổng được đâu, mấy người tự xem mà giải quyết cho ổn thỏa. Sau khi bỏ lại một câu nói hung tợn, Tử Cống cũng biến mất ngay sau đó. Cậu Tiêu, chuyện này, mấy người Tần Lương Ngọc đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn đáp lời với vẻ mặt chẳng sao hết, không cần bận tâm tới ông ta, mọi người chỉ cần yên tâm nâng cao tu vi, rồi sẽ có ngày chúng ta được nở mày nở mặt. Thực ra, Tiêu Chính Văn hiểu rõ hơn ai hết, Điện Thần Long bây giờ chỉ có chỗ đứng vững chắc ở vùng ngoài lãnh thổ, còn lâu mới có thể đọ sức với các thế lực lớn khác. Điều quan trọng nhất lúc này vẫn là nâng cao sức mạnh tổng thể của Điện Thần Long, chỉ đến ngày Điện Thần Long có thể kiêu ngạo giữa đám đông, thì mới có thể giải quyết ân oán với nhà họ Khổng, nhà họ Mạnh và nhà họ Tư Mã. Nếu bây giờ công khai đối đầu với nhà họ Khổng, thậm chí là mở cuộc đại chiến, thì không chỉ Điện Thần Long bị hủy diệt mà còn liên lụy cả giới thế tục. Bây giờ đã không còn là cuộc chiến đơn lẻ giữa các cá nhân nữa, sự ganh đua giữa các thế lực đang vô cùng quyết liệt, có thể nói là kéo một sợi tóc động đến cả người. Chỉ cần đao binh va chạm thì chắc chắn tổng thể thế lực hai bên sẽ bùng chiến. Cho dù xảy ra chuyện lớn thế nào, Tiêu Chính Văn cũng có thể tự bảo vệ mình, nhưng Điện Thần Long không đủ năng lực này, giới thế tục cũng không thể. Tiêu Chính Văn phải bảo vệ cả thiên tử và con dân Hoa Quốc trong giới thế tục. Hiện tại, đám người Trương Nghi đã đích thân ra mặt, ép Tử Cống rút lui, điều này tạo ra không gian và thời gian cho Điện Thần Long phát triển. Lúc này, nhất định không thể hành động theo cảm tính. Sau khi đám người Tử Cống lần lượt rời đi, Ngụy Vinh Kỳ và Triệu Thắng cũng dẫn quân rút lui, trận bão tố cũng dần lắng xuống. Mặc dù ngoài mặt mọi thứ đều trở về bình thường, nhưng thực tế không phải vậy. Hành động của Ngụy Vinh Kỳ và Triệu Thắng đã khiến những nhân vật lớn mai danh ẩn tích bấy lâu nay như Tử Dư, Tử Cống và Tứ Kiệt Chiến Quốc xuất hiện. Điều này cho thấy thời thế đã thay đổi đáng kể. Kể từ giờ phút này, sẽ không còn những trận đấu đá nhỏ lẻ nữa, bất cứ trận chiến nào đều cũng sẽ liên quan đến sự sống chết của một gia tộc, một tông môn, thậm chí là một thế lực. Kể từ lúc này, các tông môn lớn và hoàng tộc cũng sẽ chọn phe phái, có thể ủng hộ nhà họ Khổng, Tiêu Chính Văn hay nhà họ Doanh, nhưng nhất định phải có lập trường của chính mình. Nếu còn ba phải, gió chiều nào quay chiều đó như trước thì chắc chắn sẽ bị loại bỏ. 2. Xem ra thời thế đã thay đổi hoàn toàn rồi. Bây giờ Tứ Kiệt Chiến Quốc đã xuất hiện, 3.000 đệ tử của nhà họ Khổng cũng dần xuất hiện, ngay cả Hachiki Orochi cũng chủ động xuất sơn, những ngày tháng bình yên có lẽ đã kết thúc rồi. E rằng sắp có một trận chiến lớn ở vùng ngoài lãnh thổ. Không ít nhân vật gạo cội thở dài nói. Những nhân vật từng nổi tiếng giờ cũng đã trở thành nhân vật phụ trong thời đại này, thậm chí còn không đủ tư cách trở thành nhân vật phụ. Đầu tiên là bốn cậu chủ chiến quốc xuất hiện, sau đó đến đại diện cho 3.000 đệ tử của Khổng Khưu, mà bây giờ, ngay cả Tứ Kiệt Chiến Quốc cũng đã đích thân đến. So với những người này, bọn họ chẳng là gì cả. Ít nhất Phương Tử Tấn, Khổng Ly, Khổng Thế Phương cũng là cao thủ đế cảnh, so với người bình thường thì bọn họ đã khá mạnh rồi. Đáng thương nhất là những người bình thường sống ở vùng ngoài lãnh thổ, thường xuyên phải đối mặt với những trận chiến lớn. Bọn họ chỉ có thể chấp nhận số mệnh, thậm chí tính mạng của họ chỉ như cỏng cỏ,
không ai quan tâm. 2. Đại đạo bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác. Ở thời đại này, người khốn khổ nhất có lẽ là những người bình thường trong thế tục như chúng ta. Trong Thiên Tử Các, sau khi Tần Vũ tắt video, trầm giọng thở dài. Bây giờ anh ta đã đạt cảnh giới nhân vương cấp 7, nhưng so với những nhân vật lớn ở vùng ngoài lãnh thổ thì chẳng là gì cả. Giới thế tục không thể trở nên hỗn loạn được, nếu không, người dân sẽ phải chịu khổ. Chỉ mong mọi chuyện ở chỗ cậu Tiêu đều thuận lợi, nhất định không được để chiến tranh lan đến giới thế tục. Thiên tử đau xót nhìn lên trời. Thân là người trị vì đất nước, lúc này thiên tử cũng cảm thấy bất lực. Tứ Kiệt Chiến Quốc và đám người Tử Cống có khí tức hung hãn, đàm đạo chuyện thiên hạ với đám người này cũng vô dụng. Trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích, bây giờ, Tiêu Chính Văn là hy vọng của Hoa Quốc, thậm chí là cả giới thế tục. Sao thiên tử lại xúc động như vậy? Tần Vũ quay sang nhìn thiên tử với vẻ khó hiểu. Xem ra chúng ta đang nắm giữ sự sống chết của ngàn vạn người, có thể tùy ý thay đổi vận mệnh của bọn họ, chỉ cần một cái phất tay, có thể khiến ngàn vạn cái đầu rơi xuống. Nhưng so với những ẩn thế cao nhân như Tứ Kiệt Chiến Quốc hay nhà họ Khổng, chúng ta cũng chỉ như một hạt cát. Một khi ngọn lửa chiến tranh tràn đến giới thế tục, thì người dân sẽ rơi vào cảnh lầm than. Thân là vua một nước, tôi không thể chịu được tình cảnh thê thảm đó. Thiên tử chắp tay sau lưng, mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Lúc trước, Võ Thần Tông mượn tay Võ Tông, nắm quyền Hoa Quốc, lúc đó, thiên tử vẫn còn dũng khí để đánh trả. Nhưng bây giờ, trước mặt Tứ Kiệt Chiến Quốc và những cao thủ ẩn thân ở vùng ngoài lãnh thổ, ngay cả thiên tử cũng cảm thấy mình như cọng cỏ, không đáng nhắc tới. Thậm chí chỉ cần một ý nghĩ của người khác, ngay cả người đứng đầu một nước như thiên tử cũng sẽ rơi đầu. Lúc này, trong đế khư, Tiêu Chính Văn đã bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao trong bao lâu qua, Tiêu Chính Văn vẫn có thể tự mình ứng phó cho dù gặp phải tình thế nguy hiểm nào. Với tình hình trước mắt, Tiêu Chính Văn vẫn có cơ hội thắng, mọi thứ đang diễn ra theo dự kiến của anh. Mọi người tiếp tục đóng cửa, nhất định không được gây chiến với thế giới bên ngoài, tôi sẽ đến Tây Vực một chuyến. Tiêu Chính Văn nói. Nghe vậy, mắt Trương Lăng Phong sáng lên. Một nhánh lớn của nhà họ Trương ở vùng ngoài lãnh thổ đang ở Tây Vực. Trước đây Tiêu Chính Văn đã đồng ý với Trương Lăng Phong, để nhà họ Trương chuyển đến Thánh Địa Đế Khư. Nhưng nhánh nhà họ Trương ở Tây Vực vẫn chần chừ mãi chưa đến, hơn nữa trong nhà họ Trương ở Tây Vực vẫn còn rất nhiều đại hoàn đan và thiên cảnh đan mà Điện Thần Long đang cần gấp. Vì vậy lần này đến đó, Tiêu Chính Văn rất có thể sẽ đích thân đưa nhánh nhà họ Trương đến Đế Khư. Anh Tiêu, chuyến đi này là vì nhà họ Trương chúng tôi sao? Trương Lăng Phong bước tới hỏi. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, đúng vậy, nhưng cũng không hẳn là vậy. Trong bốn vực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, hiện tại chỉ có Bắc Vực bị huyết tộc chiếm giữ, vẫn còn hai khu vực lớn. Điện Thần Long cần đoàn kết để thống nhất sức mạnh, lan tỏa sức ảnh hưởng đến hai vực còn lại. Nói xong, Tiêu Chính Văn dẫn theo Tần Lương Ngọc và Từ Huy Tổ đến thẳng Tây Vực. Tây Vực và Nam Vực đã không còn thuộc phạm vi ảnh hưởng của Thế Gia Hoa Quốc nữa. Tuy hai vực này cũng chịu ảnh hưởng và kiểm soát của Đông Vực, nhưng so với Đông Vực, khả năng kiểm soát của Hoa Quốc còn yếu hơn rất nhiều. Hơn nữa bốn cậu chủ chiến quốc phân chia bốn khu vực lớn, là vì bọn họ có tham vọng mỗi người nắm giữ một khu vực. Mặc dù trong Tây Vực và Nam Vực cũng có các thế lực của Âu Lục, Mỹ Lục, Phi Lục và Vi Hào, nhưng so với Hoa Quốc, những thế lực này đều vô cùng nhỏ bé. Chỉ cần hợp nhất những thế lực này dưới quyền của mình, Ngụy Vinh Kỳ và Triệu Thắng sẽ trở thành phe phái lớn một phương. Cộng thêm sự giúp đỡ của nước mẹ, nhanh chóng có thể phát triển đủ để cạnh tranh với nhà họ Khổng, thậm chí đấu với cả Thiên Đạo Minh Ước. Trong bốn vực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, tại sao chỉ có Hoa Quốc độc chiếm được một vực, lại còn phải bí mật kiểm soát ba vực còn lại? Tiêu Chính Văn hỏi. Ở thời thượng cổ, thế lực của Hoa Quốc vô cùng lớn mạnh, nhưng từ 2-3 ngàn năm trước, phía Âu Lục cũng có thực lực nhất định. Hơn nữa, những nhân vật lớn ở thời thượng cổ cũng dần rút lui. Bất cứ ai cũng không nên bỏ lỡ cơ hội tốt này mới phải. Thực ra chuyện này vẫn liên quan đến Thủy Hoàng đế, mặc dù Thủy Hoàng đế bị kẻ phản bội sát hại, nhưng thiết quân của Đại Tần vẫn vô cùng hùng mạnh. Những tướng lĩnh do Bạch Khởi dẫn đầu đã càn quét ba vực còn lại, vì vậy, cả vùng ngoài lãnh thổ thực sự đều bị Hoa Quốc chiếm giữ. Kể từ đó, những cường giả thực sự của Âu Lục cũng lần lượt thất thế.
thậm chí toàn bộ Âu Lục không thể phát triển nổi trong 2000 năm tiếp theo. Nếu không phải Trịnh Hòa dẫn quân lên Âu Lục thì bây giờ chắc bọn họ vẫn còn ở thời ăn lông ở lỗ. Tần Lương Ngọc xúc động nói. Trước khi Đại Minh sụp đổ, thế lực của Hoa Quốc đã từng đạt tới đỉnh cao, thậm chí cả thế giới đều phục dưới chân Hoa Quốc. Thân là danh tướng của Đại Minh, Tần Lương Ngọc biết rất rõ nếu không phải Trịnh Hòa đem theo Lịch Thiên Văn đến Âu Lục thì có lẽ người dân ở quanh biển Aegean cũng không biết một năm có bốn mùa. Chỉ là sau này, Thiên Đạo Minh Ước và nhà họ Khổng hợp lực hại chết thiên tử Đại Minh, còn tính kế với cả Hoa Quốc. Cho nên mới có trăm năm nhục nhã tiếp theo. Từ Huy Tổ vừa chỉ tay vào vùng đất hoang trước mắt vừa nói, tiền bối Tần, bà chắc chắn chúng ta không đi nhầm đường chứ. Đây thật sự là Tây Vực sao? Nhìn cảnh tượng hoang vắng trước mắt thì thật sự không giống với Tây Vực trong truyền thuyết. Hơn nữa cả chặng đường căn bản không nhìn thấy kiểu kiến trúc của Âu Lục mang phong cách riêng kia, thậm chí còn chẳng nhìn thấy cảnh đổ nát, chỉ có sự hoang vô tưởng như vô tận mà thôi. Tuyệt đối không sai được, chúng ta đi thẳng từ thành Đại Phong tới, bản thân thành Đại Phong chính là biên giới rồi, chỉ cần phương hướng không sai thì chúng ta sẽ không thể đi nhầm nơi được. Tần Lương Ngọc nhíu mày nói. Mới bắt đầu, Tần Lương Ngọc cũng cảm thấy Tây Vực không thể có khung cảnh hoang tàn tới vậy, còn cho rằng nơi giáp với Đông Vực đã bị đại thành biên giới của Tây Vực bỏ đi rồi. Thế nhưng không ngờ đã đi được cả nghìn dặm mà vẫn là hoang mạc không thấy điểm cuối. Điều này hoàn toàn khác xa với Tây Vực trong ký ức của Tần Lương Ngọc từ 100 năm trước. Mọi người lại đi về phía trước thêm 1000 dặm nữa thì mới nhìn thấy một bức tường thành giống như một gò đất ở phía xa, mà ở nơi cách bức tường thành không xa là một thôn trấn trông hết sức cũ nát. Tới lại gần hơn, Từ Huy Tổ mới hỏi một ông lão đang cày ruộng, ông cụ ơi, làm phiền ông một chút, phía trước là thành Minh Nguyệt sao? Thành Minh Nguyệt chính là cổ thành biên giới kề sát với thành Đại Phong của Tây Vực, hơn nữa phân nhánh của nhà họ Trương cũng ở trong thành Minh Nguyệt. Ông nói cái gì cơ, ông lão ngẩng đầu lên liếc nhìn Từ Huy Tổ, nhíu mày hỏi. Phía trước là thành Minh Nguyệt sao, Từ Huy Tổ lặp lại câu hỏi. Các vị, thật sự ngại quá, ông nội tôi đã có tuổi rồi, tai hơi lãng một chút. Đúng vào lúc này, một cô gái trẻ ăn mặc như con gái nhà nông đeo một cái giỏ trúc bước tới. Trong giỏ trúc có một vài món ăn và một bình rượu, rõ ràng là cô gái trẻ đang mang cơm tới cho ông lão. Mặc dù cô ta không trang điểm nhưng chẳng khó để nhìn ra cô ta là một cô gái xinh đẹp. Cô gái, xin chào. Chúng tôi là người buôn bán vừa tới từ Đông Vực, muốn đến thành Minh Nguyệt mua hàng hóa, bởi vì quá lâu không tới Tây Vực nên bị lạc đường, Tần Lương Ngọc tiến lên trước một bước, nói. Chào chị, tôi tên là Linh Nhi. Mấy người định tới thành Minh Nguyệt sao? Linh Nhi khẽ cười nói với Tần Lương Ngọc. Đúng, phía trước kia là thành Minh Nguyệt à. Tôi nhớ là thành Minh Nguyệt rất phồn hoa, hơn nữa tường thành cũng không đổ nát tới vậy. Vì thế nên mới lo lắng có phải đi nhầm hướng rồi hay không, Tần Lương Ngọc giải thích với Linh Nhi. Không, đó là vệ thành, đi thêm 700 dặm về phía trước nữa mới tới thành Minh Nguyệt. Nhưng mà tôi thấy mấy người không giống với người buôn bán nhỉ, nói thật thì xung quanh đây đã rất nhiều năm không có thương gia qua lại rồi. Linh Nhi nhíu mày quan sát hai người Tần Lương Ngọc và Từ Huy Tổ, mặc dù cô ta chỉ là một cô con gái nhà nông. Thế nhưng theo như cô ta được biết thì nơi này cách thành Đại Phong của Đông Vực phải tới hơn 3000 dặm đường. Hơn nữa dọc đường ngay cả một thôn trấn cũng không có, cả chặng đường đi, ngoại trừ hoang mạc thì chính là cỏ dại, đừng nói là thương gia, ngay cả võ giả thông thường cũng không thể đảm bảo có thể sống sót trở về thành Đại Phong. Mà mấy người trước mặt căn bản không hề có cảm giác cát bụi dặm trường, ngược lại còn ăn mặc gọn gàng, không dính một hạt bụi. Rõ ràng đó là cao thủ võ đạo có thể bay xuyên tầng không, hơn nữa cảnh giới cũng không hề thấp. Cô gái, nhãn lực không tệ nhỉ, Tần Lương Ngọc cũng không hề giấu giếm, gật đầu thừa nhận. Sau một hồi chuyện trò, Linh Nhi lúc này mới nói với mọi người khoảng thời gian gần đây thành Minh Nguyệt đã hoàn toàn thiết lập giới nghiêm. Hơn nữa còn chỉ cho phép vào chứ không cho phép ra, sau khi mặt trời xuống núi thì sẽ phong tỏa toàn thành, bất cứ ai cũng không được phép tự ý ra vào. Sắc trời đã không còn sớm nữa rồi, dù các vị tới thành Minh Nguyệt thì e rằng mặt trời cũng đã xuống núi, nếu như không chê điều kiện chỗ chúng tôi sơ sài thì có thể ở lại nhà tôi một đêm, sáng ngày mai lại lên đường cũng không muộn. Linh Nhi nhìn mặt trời đã ngả về phía tây mới lên tiếng khuyên nhủ. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu,
lần đầu tới Tây Vực nên cũng không hiểu về tình hình ở bên này, nếu như cứ xông vào thì khó tránh khỏi việc gây ra những rắc rối không cần thiết. Hơn nữa mục đích của chuyến đi lần này chủ yếu là để hiểu về đất đai con người của Tây Vực, nhân tiện đón phân nhánh của nhà họ Trương trở về đế khư. Vậy nên cả đoàn người cũng không vội, sau đó đi theo Linh Nhi trở về thôn làng. Linh Nhi còn vào trong phường rượu để mua hai hũ rượu ngon, rồi mới gọi mọi người trở về nông xá đơn sơ của mình. Chẳng bao lâu sau, Linh Nhi bưng lên mấy bát canh, nói, mọi người uống chút canh trước đi, giờ tôi sẽ đi chuẩn bị mấy món ăn ngon cho các vị. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, cảm ơn cô. Tần Lương Ngọc bưng bát lên uống một ngụm nhỏ, không khỏi gật đầu lia lịa. Mặc dù trong canh ngay cả váng mỡ cũng không có, thế nhưng mùi vị lại cực kỳ ngon. Đây là rau gì vậy? Mùi vị đúng là ngon miệng, Tần Lương Ngọc đặt bát canh xuống, khẽ cười hỏi. Đây là một loại cỏ dại mọc đầy bên ngoài đồng, thế nhưng sau này phát hiện ra không chỉ có thể ăn mà còn rất ngon, còn về tên gọi thì không quá kêu, người ở chỗ chúng tôi đều gọi nó là địa xoán long. Linh Nhi giải thích với Tần Lương Ngọc. Địa xoán long. Tiêu Chính Văn liếc nhìn loại rau lá xanh trong bát, nhíu mày nói, đây rõ ràng là rau lá xanh mà, sao lại có liên quan tới chữ long cơ chứ? Nhắc tới cái này thì dọc đường chắc mọi người cũng đã nhìn thấy rồi, gần như trên hoang mạc nghìn dặm ngoại trừ cỏ dại ra thì không có lấy một bóng người. Tiêu Chính Văn nghe vậy thì khẽ gật đầu nói, không sai, hơn nữa tôi thấy đồng ruộng trong thôn làng của mấy người cũng không có nhiều, tại sao không đi khai hoang mấy vùng đất kia? Không phải chúng tôi không muốn mà là chỗ đất hoang đó căn bản không trồng được loại hoa màu gì, cũng không trồng được rau, hạt giống gieo xuống hoặc là không có tin tức gì, hoặc là vừa mới mọc mầm đã tàn lụi. Thế nhưng loại thực vật này lại có thể tùy ý sinh trưởng, sức sống cực kỳ mạnh mẽ, giống như rồng đất trong truyền thuyết vậy, có thể đi trong lòng đất, vậy nên nó mới được người ta đặt cho cái tên như vậy. Tiêu Chính Văn nhìn rau lá xanh trong bát, lại liếc nhìn về phía phòng bếp. Thật ra đây là một loại thực vật có tên là bí khưu ở trong thế tục. Bởi vì năng lực sinh trưởng của nó rất mạnh, dù chỉ có 2-3 gốc thì năm thứ 2 cũng có thể mọc kín khắp đồng khắp núi. Chính vì lý do này mà Thích Tôn năm đó mới gọi hòa thượng là tỳ khưu, ý là chỉ cần còn một nhà sư thì Phật Pháp sẽ không bao giờ bị tiêu diệt hoàn toàn. Điều này cũng giống với tình cảnh của Tiêu Chính Văn hiện tại, một mình lãnh đạo Điện Thần Long tới vùng ngoài lãnh thổ. Dù chỉ có một tia hy vọng thì Điện Thần Long cũng có thể đâm chồi bén rễ ở vùng ngoài lãnh thổ. Đồng thời, bí khưu này chỉ khi trải qua một mùa đông giá rét thì mới có thể lan ra khắp nơi, giống như sự luân hồi của chúng sinh, sinh sôi không ngừng nghỉ, sinh tử tuần hoàn. Nghĩ tới đây, khí tức khắp người Tiêu Chính Văn đột nhiên biến đổi, từng luồng ánh sáng huyền diệu đồng loạt quy tụ về phía Tiêu Chính Văn. Nhìn thấy cảnh tượng này, mấy người từ Huy Tổ và Tần Lương Ngọc gần như ngẩn ra cùng lúc. Cậu Tiêu, cậu đột phá rồi. Tần Lương Ngọc nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ không dám tin. Người khác đều phải mất tới cả trăm tới nghìn năm mới có thể lĩnh hội được, mà Tiêu Chính Văn thì tùy tiện ăn một bữa cơm cũng có thể đột phá, như vậy còn có lẽ trời hay không? Với thiên phú và tốc độ đột phá của Tiêu Chính Văn, e rằng ngay cả bốn cậu chủ chiến quốc cũng phải tự thấy hổ thẹn. Thế nhưng nghĩ tới lần đầu tiên gặp Tiêu Chính Văn, anh vẫn chỉ là một thanh niên ở cảnh giới nhân hoàng cấp 5. Thế mà trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã ngày càng vượt trội, đạt tới tu vi của cảnh giới đại đế, Tần Lương Ngọc ngược lại còn thấy rất vui. Thật ra đất trời này chẳng qua đều đang tiếp diễn đạo luân hồi, mảnh đất khi trước sinh sôi không ngừng nghỉ nháy mắt đã hóa thành hoang mạc, dần dần diệt vong, lặp đi lặp lại. Càng tới gần lúc chết thì càng có thể cảm nhận được vạn vật trong thế gian này. Tới được ngưỡng trên đế cảnh, thật ra cảnh giới đã không còn quan trọng nữa. Ngược lại thực lực mạnh yếu mới chính là đạo cảnh. Tiêu Chính Văn nói rồi lại bưng bát lên uống một ngụm canh nhỏ. Cậu Tiêu, cậu, như vậy khiến cho chúng tôi thấy thật hổ thẹn, Từ Huy Tổ không khỏi cảm thấy xấu hổ. Thật ra, lĩnh hội được càng nhiều thì càng cảm thấy bản thân nhỏ bé, ở trước đại đạo đất trời thì chúng ta đều chỉ như hạt cát, vốn dĩ chẳng có phân biệt cao thấp đâu. Tiêu Chính Văn nói tới đây thì không khỏi thở dài. Linh Nhi chỉ khẽ gật đầu tỏ ý với mấy người Tiêu Chính Văn, sau đó bước nhanh ra bên ngoài cửa. Chẳng mấy chốc Linh Nhi đã bưng mấy món ăn rất thịnh soạn lên, sau đó mới gọi ông nội tới cùng ăn cơm. Linh Nhi, không biết cô đã nghe nói tới nhà họ Trương ở thành Minh Nguyệt hay chưa, Tiêu Chính Văn tiện miệng hỏi Linh Nhi một câu. Nhà họ Trương,
chắc là những người cùng thế hệ với ông nội tôi sẽ hiểu biết nhiều hơn một chút, nhà họ Trương bây giờ đã suy vong rồi, Linh Nhi nghĩ ngợi rồi nói với vẻ nghiêm túc. Ồ, nhà họ Trương suy vong rồi ư, Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày. Đúng thế, nghe ông nội tôi nói, nhà họ Trương khi trước là một nhà quyền thế thực thụ ở thành phố Minh Nguyệt, hơn nữa gần như cả nửa thành phố Minh Nguyệt đều là của nhà họ Trương. Thế nhưng nhà họ Trương đã không còn sức ảnh hưởng gì ở thành phố Minh Nguyệt nữa rồi, nghe nói vì Hachiki Orochi tới thành Minh Nguyệt nên từ đó về sau nhà họ Trương đã từng chút lụi tàn. Tới bây giờ đã chẳng còn ai nhớ tới thành Minh Nguyệt còn có một nhà họ Trương nữa rồi. Linh Nhi thành thật nói. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn chuyển ánh mắt sang ông lão phía bên cạnh. Thấy Tiêu Chính Văn nhìn mình bằng ánh mắt dò hỏi, lúc này ông lão mới đặt ly rượu xuống, cau mày nói, ôi! Nói ra thì chuyện thành Minh Nguyệt sa sút tới mức độ như bây giờ đều có liên quan trực tiếp tới người Vi Hào. Sau khi Hachiki Orochi tới thành Minh Nguyệt đã bắt đầu truyền bá một thứ gọi là bí thuật âm dương gì đó, nghe nói sau khi học được loại bí thuật này sẽ không cần dùng tới trận pháp cũng có thể phát huy được uy lực của trận pháp. Khoảng thời gian trước đây, bọn họ còn cử người tới thôn làng chúng tôi, bảo chúng tôi gia nhập vào âm dương giáo của bọn họ. Thế nhưng vì tôi vẫn luôn không có thiện cảm gì với người Vi Hào nên đã từ chối, ông lão lắc đầu thở dài nói. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, thứ gọi là bí thuật âm dương có lẽ chính là một phái của nhà họ âm dương lưu truyền từ Đại Tần. Có điều, dù là nhà họ âm dương thì cũng cần dùng trận pháp để ngừa địch, chắc hẳn bên trong còn có ẩn tình gì khác. Lúc đó trong thôn có không ít người gia nhập vào âm dương giáo, còn lấy đó làm vinh hạnh nữa chứ, Linh Nhi cũng bổ sung thêm một câu. Lấy đó làm vinh hạnh, Tiêu Chính Văn hỏi. Đó là chuyện đương nhiên, chỉ có người gia nhập vào âm dương giáo khi vào thành mới có thể đi cửa chính, còn những kẻ thảo dân cục mịch giống như chúng tôi chỉ có thể đi bằng lối cửa thành rất nhỏ phía bên cạnh mà thôi. Linh Nhi giải thích. Tiêu Chính Văn quan sát Linh Nhi, gật đầu rồi không truy hỏi thêm nữa. Đúng vào lúc này, Từ Huy Tổ ngẩng đầu nhìn về phía xa, nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, hình như người liên lạc trở về rồi. Trước đó, Tần Lương Ngọc từng cử người của Nguyệt Hoa Các tới thành Thiên Nguyệt trước một bước để liên lạc với người nhà họ Trương. Vừa dứt lời, hai bóng người chân đạp trên vầng sáng xuất hiện trước mặt mấy người Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, thành chủ Tần, người tới mặc áo dài nam màu xanh, chắp tay nói với Tiêu Chính Văn và Tần Lương Ngọc. Trở về rồi, vị này là, Tần Lương Ngọc lên tiếng hỏi. Nam thanh niên mặc đạo bào phía bên cạnh vội vàng tiến lên trước một bước. Chắp tay nói với Tần Lương Ngọc, vãn bối Trương Đình Chi. Là đệ tử đời thứ 8 của nhà họ Trương. Mặc dù thoạt nhìn Trương Đình Chi chỉ trông như mới hơn 20 tuổi, thế nhưng nhìn vào căn cốt của anh ta thì ít nhất cũng đã 300 tuổi rồi. Trước lúc này, anh ta đã từng nghe nói tới đại danh của Tiêu Chính Văn, chỉ là lúc gặp mặt mới cảm thấy kinh ngạc, đối phương thậm chí còn chưa tới 30 tuổi. Vị này hẳn là anh Tiêu nhỉ, Trương Đình Chi hỏi với vẻ hết sức cung kính. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, chính là tôi đây, có điều hình như chúng ta chưa từng gặp mặt nhỉ. Anh Tiêu, đại danh của anh bây giờ đã lan truyền khắp cả Tây Vực rồi, ai mà không biết chứ. Đừng nói là thế hệ thanh niên, dù là nhân vật lớn lão làng thì cũng không dám sánh ngang vai với anh Tiêu. Trương Đình Chi chắp tay nói. Trương Đình Chi cũng từng có duyên gặp mặt Tần Lương Ngọc vài lần, dẫu sao thành Minh Nguyệt mà nhà họ Trương cư trú cũng chỉ cách thành Đại Phong có mấy chục dặm mà thôi. Từ hơn 100 năm trước, lúc Tần Lương Ngọc vừa dựng thành ở đất Đại Phong, nhà họ Trương cũng từng quan sát một khoảng thời gian, đương nhiên đã nghe nói tới Tần Lương Ngọc từ lâu. Nếu như cậu là người nhà họ Trương, vừa khéo có thể dẫn đường cho chúng tôi, chúng ta tới nơi ở của nhà họ Trương rồi nói tiếp, Từ Huy Tổ đứng dậy nói. Ôi, Trương Đình Chi lộ ra vẻ mặt khó xử liếc nhìn Từ Huy Tổ, ngại ngần nói, bây giờ e rằng không vào thành được nữa, mặt trời đã xuống núi rồi. Thành Minh Nguyệt đã bắt đầu cấm đi lại ban đêm. Ồ, với tầm ảnh hưởng của nhà họ Trương ở thành Minh Nguyệt mà cũng không thể vào thành sao, Tần Lương Ngọc nhíu mày hỏi. Vâng, nhà họ Trương đã không còn được như xưa từ lâu rồi, nếu đổi lại là hơn 100 năm trước, đương nhiên có thể ra vào tự do, thế nhưng bây giờ, trong thành Minh Nguyệt đã không còn chỗ đứng cho nhà họ Trương nữa. Hơn nữa, lúc nhà họ Trương hưng thịnh, thành Minh Nguyệt cũng chưa từng cấm đi lại vào ban đêm. Bất cứ ai cũng có thể ra vào bất kể mọi lúc. Chỉ là mấy năm gần đây, tầm ảnh hưởng của nhà họ Trương ở thành Minh Nguyệt ngày càng sa sút hơn. Cho tới bây giờ,
e rằng ngay tới một số tông môn nhỏ cũng đã không còn coi nhà họ Trương chúng tôi ra gì nữa. Trương Đình Chi nói với vẻ mặt khổ sở. Nhà họ Trương là người gác mộ cho Tổ Long, ai dám coi thường nhà họ Trương như vậy, Từ Huy Tổ hỏi với vẻ không hiểu. Ừ, nhà họ Trương quả thực là người gác mộ cho Tổ Long, thế nhưng cũng chỉ là người gác mộ mà thôi, huống hồ phân nhánh này của chúng tôi còn chẳng được thừa hưởng bao nhiêu trận pháp huyền ảo của nhà họ Trương. Cộng thêm việc 100 năm trở lại đây còn bị thế lực các phương ở trong thành lật đổ và đàn áp, đừng nói là sức ảnh hưởng đối với thành Minh Nguyệt, ngay cả hành động của chúng tôi cũng đều bị hạn chế. Nếu không thì sau khi nhận được thư của Trương Lăng Phong, nhà họ Trương chúng tôi đã rời cả gia tộc tới Đế Khư rồi. Việc gì phải phiền các vị tới tiếp ứng? Khoảng thời gian gần đây, chính miệng Hachiki Orochi còn hạ lệnh cấm đệ tử nhà họ Trương chúng tôi tiếp xúc với bên ngoài, rõ ràng đang muốn giam lỏng chúng tôi ở trong thành Minh Nguyệt. Trương Đình Chi bất lực lắc đầu thở dài nói. Ồ, theo tôi được biết, Hachiki Orochi không phải vẫn luôn phát triển ở phía Nam Tây vực sao? Sao lại đột nhiên chạy tới thành Minh Nguyệt rồi, Tần Lương Ngọc nhíu mày hỏi. Thật ra thế cục bây giờ của Tây vực đã có thay đổi rất lớn, thế lực của Âu Lục và Phi Lục lần lượt bị bốn cậu chủ chiến quốc đuổi ra khỏi nơi ở vốn có. Mà bọn họ cũng chỉ có thể lần lượt chèn ép không gian sinh tồn của chúng tôi, Hachiki Orochi đã xâm nhập vào thành Minh Nguyệt từ cả trăm năm trước rồi. Trương Đình Chi thở dài, nói. Hơn 100 năm trước. Hachiki Orochi đã xâm nhập rồi ư, Tần Lương Ngọc lập tức liên tưởng tới khoảng thời gian bản thân bị nhốt trên núi Thái Thương, vừa khéo trùng khớp với thời gian Hachiki Orochi xâm nhập vào thành Minh Nguyệt. Lẽ nào hậu nhân của Trương Cư Chính lại bắt đầu chơi trò bán đứng tổ tông rồi? Phía đông của Tây Vực vốn dĩ gần như đều là thiên hạ của người Hoa Quốc, nhà họ Trương còn kiểm soát một nửa giang sơn của thành Minh Nguyệt. Hơn nữa, không ít tông môn của thành Đại Phong cũng không ngừng qua lại với nhà họ Trương. Cũng chính trong khoảng thời gian Tần Lương Ngọc bị nhốt, các tông môn của thành Đại Phong đều rất ít liên lạc lại với nhà họ Trương, hơn nữa sự qua lại giữa Đông Vực và Tây Vực cũng theo đó mà chấm dứt. Chỉ có đội buôn của nhà họ Phương còn có thể qua lại giữa hai khu vực. Không sai, chính sau khi thành chủ Tần đột nhiên mất tích, nhà họ Trương chúng tôi đã mất liên lạc với tông môn ở thành Đại Phong. Hơn nữa có không ít người vi hào còn xâm nhập vào trong thành Minh Nguyệt. Thế nhưng lúc đó, chúng tôi vẫn chưa coi đám người vi hào này như một mối uy hiếp, có điều, tình thế sau đó đã ngày càng không đi theo sự kiểm soát của chúng tôi. Không ít tông môn và thế lực vốn dựa vào nhà họ Trương chúng tôi đồng loạt đứng về phía vi hào, mặc dù cục diện đã cực kỳ bất lợi cho nhà họ Trương chúng tôi nhưng vì sứ mệnh của mình, chúng tôi buộc phải ở lại nơi này. Trương Đình Chi nghiến răng. Quyết tâm tiết lộ hết tất cả bí mật của nhà họ Trương cho mấy người Tần Lương Ngọc và Trương Lăng Phong. Sứ mệnh của nhà họ Trương mấy người, Tiêu Chính Văn khẽ nhướng mày. Chúng tôi chỉ là người gác mộ cho Tổ Long mà thôi, thành Minh Nguyệt giao với hai khu vực, vị trí địa lý cực kỳ quan trọng, vậy nên chúng tôi buộc phải ở lại đây. Chỉ là bây giờ nhà họ Trương chúng tôi đã thất thế, e rằng chẳng thể ở lại mảnh đất trọng yếu này được nữa, nói tới đây. Trương Đình Chi không khỏi lộ ra vẻ buồn bã phẫn nộ. Nói một cách chính xác thì nhà họ Trương đã bị người Hoa Quốc ruồng bỏ và phản bội. Thật ra vào 3 ngày trước, đệ tử Tơ Ma Cây Chi của Hachiki Orochi đã tới uy hiếp. Để bảo vệ cho tôn nghiêm của nhà họ Trương, đại trưởng lão đã liều mạng một phen dưới tình cảnh biết rõ không địch lại được. Cuối cùng sau khi chết trong tay Tơ Ma Cây Chi, xác của ông ấy còn bị đem ra làm chiến lợi phẩm, diễu hành thị chúng. Nói tới đây, Trương Đình Chi thật sự không nén nổi nỗi căm phẫn trong lòng, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra. Trước đây nhà họ Trương danh tiếng hiển hách, thế nhưng bây giờ lại đi tới bước đường này. Không chỉ bị người vi hào sỉ nhục mà còn bị không ít tông môn Hoa Quốc chế nhạo. Biết rõ không địch lại được mà còn liều chết ở lại nơi này, lẽ nào thành Minh Nguyệt có liên quan tới mộ Tổ Long, Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Tiêu Chính Văn cũng công nhận mọi hành động mà người nhà họ Trương làm. Vì sứ mạng của bản thân mình, cho dù biết rõ là sẽ chết nhưng vẫn kiên trì đến cùng, có chút khí phách của quân nhân. Tuy rằng lúc trước nhà họ Trương ở thế tục đã làm một số việc ức hiếp kẻ yếu, nhưng nhà họ Trương lại là gia tộc đầu tiên hiểu rõ đại nghĩa, tuyệt giao với vùng ngoài lãnh thổ. Hơn nữa, nhà họ Trương cũng đã từng cung cấp cho Tiêu Chính Văn rất nhiều thông tin liên quan đến vùng ngoài lãnh thổ và đã cống hiến rất nhiều để bảo vệ thế tục. Bây giờ... Sao Tiêu Chính Văn có thể nhẫn tâm nhìn nhà họ Trương chịu nỗi nhục nhã lớn như vậy mà không thèm quan tâm chứ?
Anh Tiêu, thực ra nhà họ Trương tôi đã như mặt trời sắp lặn ở thành Minh Nguyệt rồi, dựa theo thế cuộc bây giờ, e rằng nhà họ Trương cũng chỉ còn cách việc bị diệt môn một bước nữa thôi. Với tình hình này, cho dù nói thẳng với anh Tiêu cũng chẳng sao nữa. Nói đến đây, Trương Đình Chi hít một hơi thật sâu, nói thật ra, năm đó phần mộ của Tổ Long có tổng cộng 3 nơi, 2 nơi trong đó đều là phần mộ nghi ngờ. Nhưng những ngôi mộ nghi ngờ này lại lần lượt chấn giữ hai long mạch của Hoa Quốc, một trong số đó nằm ở thành Minh Nguyệt. Mặc dù ở đây không phải long mạch chính nhưng chỉ cần thành Minh Nguyệt không bị mất đi thì long mạch của Hoa Quốc sẽ không bị cắt đứt, mà tổ tiên nhà tôi năm đó đã chủ động xin đi đánh giặc, đến thành Minh Nguyệt vùng ngoài lãnh thổ để trấn thủ. Một mặt, có thể đảm bảo chắc chắn rằng nền tảng pháp luật của Hoa Quốc không mất đi, một mặt khác có thể ứng phó với sự biến hóa của Tây Vực, cũng như nghe ngóng tin tức của Tây Vực câu kết với các thế lực ở Đông Vực bất cứ lúc nào. Trương Đình Chi đã nói ra rất nhiều bí mật của thời kỳ thượng cổ. Dù sao, năm đó sau khi Thủy Hoàng đế chết, thiên hạ sụp đổ, nhìn thấy Hoa Quốc thống nhất sắp tiến vào bước đường tan rã một lần nữa, nếu Long Mạch có mất mát, vậy thì, lưu bang của hậu thế sẽ không thể thống nhất Hoa Quốc được nữa. Nếu vậy đối với Hoa Quốc mà nói, đó sẽ là một điều không thể tưởng tượng được. Mà lúc đó, Thiên Đạo Minh Ước đã từng muốn phanh thây Hoa Quốc, chia Hoa Quốc thành vô số quốc gia nhỏ, sau đó âm thầm tìm kiếm di tích Long tộc. Tuy nhiên, điều mà Thiên Đạo Minh Ước hoàn toàn không ngờ tới là lúc đó không chỉ xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế hạng vũ mà ba vị anh hùng thời kỳ đầu nhà Hán cũng lần lượt xuất hiện. Thực lực của bốn người này không thua kém gì cao thủ của nước Tần, vì vậy, kế hoạch của Thiên Đạo Minh Ước đành phải dừng lại. Sau đó ba vị anh hùng thời kỳ đầu nhà Hán cũng lần lượt tiến vào vùng ngoài lãnh thổ, hơn nữa còn thành lập ra đế vương các, hợp lực liên thủ với nhà họ Doanh sớm đã tiến vào vùng ngoài lãnh thổ. Lúc này mới bảo vệ cho quốc vận của Hoa Quốc tiếp diễn không ngừng. Nhưng quan trọng nhất là ba đường long mạch vẫn luôn được nhà họ Trương bảo vệ, vì vậy, trong mấy nghìn năm sau đó, mặc dù đã có lúc suy yếu nhưng Hoa Quốc vẫn có thể phục hưng lại. Vậy, nhà họ Trương bị chèn ép mà không cầu cứu các môn phái khác của Hoa Quốc sao? Từ Huy Tổ cau mày hỏi. Trong bốn khu vực lớn, chỉ có thực lực của Đông Vực là mạnh nhất, chỉ cần nhà họ Trương gửi tin tức về Đông Vực, bất kỳ môn phái nào cũng đều có thể giúp đỡ nhà họ Trương, đuổi thế lực của Vi Hào ra khỏi thành Minh Nguyệt. Hơn nữa bên phía thành Đại Phong còn có những cao thủ như Lưu Bá Ôn, cho dù là ai ra tay, nhà họ Trương cũng đều sẽ không rơi vào tình cảnh này. 2. Nghe thấy vậy, Trương Đình Chi thở dài một tiếng, nói chúng tôi quả thực đã từng phái người đi cầu cứu, nhưng đều bị người của nhà họ Khổng chặn giết giữa đường, thậm chí, đến nay cũng đều không có bất cứ hồi âm nào. Nếu không phải anh Tiêu đích thân tới đây, e rằng đến chết, chúng tôi cũng không thể có bất kỳ liên hệ nào với thế giới bên ngoài nữa. Khi Trương Đình Chi nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Quả nhiên lại là nhà họ Khổng. Tần Lương Ngọc siết chặt nắm đấm, kìm nén nỗi tức giận trong lồng ngực để không bộc phát ra ngoài. Nói đi nói lại, nhà họ Khổng quả là loài dòi bọ trong xương, sống trên đất Hoa Quốc. Ngoài việc ăn cây táo rào cây sung, từ trước đến nay chưa từng làm bất cứ việc gì có lợi cho Hoa Quốc. Thậm chí đến bây giờ vẫn đang nghĩ đến việc trong ngoài phối hợp với Thiên Đạo Minh Ước và người Vi Hào, quả thực là nên giết chứ không nên giữ. Sao các người biết là người của nhà Khổng làm? Từ Huy Tổ hỏi với vẻ khó hiểu. Trương Đình Chi im lặng một lúc lâu rồi nói với vẻ bất lực, 70 năm trước, nhà họ Khổng đã từng phái người đích thân đến đây bảo chúng tôi gia nhập Âm Dương Giáo, còn uy hiếp nhà họ Trương chúng tôi, nếu còn dám phái người liên lạc với các môn phái ở Đông Vực, bọn họ sẽ đích thân ra tay quét sạch nhà họ Trương chúng tôi. Không chỉ vậy, người đại diện nhà họ Khổng còn nói chúng tôi giao vị trí của Long Mạch cho Hachiki Orochi, đây quả thực chính là hành vi bán đứng tổ tiên. Cho dù nhà họ Trương tôi có bị chết trận cũng sẽ tuyệt đối không nhường Long Mạch. Một ngày nào đó, những người trung nghĩa của Hoa Quốc sẽ báo thù rửa hận cho nhà họ Trương tôi, diệt sạch bọn lang sói Vi Hào. Trương Đình Chi càng nói, cảm xúc cũng càng kích động, thậm chí còn nói ra những từ khó nghe. Nghe đến đây, mọi người cũng coi như đã hiểu. Nhà họ Khổng muốn giao Long Mạch vốn đã bị phần mộ nghi ngờ của Tổ Long trấn giữ cho người Vi Hào, từ đó nương tựa nhờ cậy vào quốc vận của nước Vi Hào để có thể đấu với Hoa Quốc ở thế tục. Đồng thời, sau khi có được chất dinh dưỡng của Long Mạch, thực lực của Hachiki Orochi cũng có thể tăng vùn vụt,
đến lúc đó, sẽ trở thành sự viện trợ lớn mạnh từ phía bên ngoài giúp nhà họ Khổng thôn tính toàn bộ Đông Vực. Suy cho cùng, hậu duệ của Khổng Khư muốn tái diễn cảnh bán đứng kế hoạch bố trí canh phòng của nước Lỗ năm đó, bán Hoa Quốc với một cái giá tốt. Xem ra nhà họ Khổng không chỉ nghiêng về phía Thiên Đạo Minh Ước, thậm chí còn tham phú phụ bần. Đám súc sinh này sao lại không có giới hạn như vậy chứ? Từ Huy Tổ tức giận đến mức đập nát bức tượng đá trước mặt. Đâu chỉ có vậy, năm đó, khi đế quốc Đại Tần quét lục hợp, nếu không phải tổ tiên nhà họ Trương chúng tôi ra mặt cầu xin, lúc quân Tần đánh phá Lâm Truy, Khổng thị sớm đã bị giết sạch rồi. Thực ra năm đó, việc gọi là đốt sách chôn nho của Thủy Hoàng đế căn bản không phải là chôn sống toàn bộ những người đọc sách giống như những gì được ghi trong sử sách. Mà là trong quá trình tấn công nước Tề, Khổng thị cũng chính là những lãnh đạo cấp cao của nhà Nho, đã cùng nhau phản bội vua Tề. Rất lâu trước khi quân Tần xuất phát, bọn họ đã gửi toàn bộ kế hoạch bố phòng của nước Tề đến tay nước Tần, hơn nữa còn đem đầu của vua Tề đến để xưng công với Thủy Hoàng đế, hy vọng sau khi nước Tần tiêu diệt nước Tề, sẽ tiếp tục để bọn họ thống trị người dân của nước Tề. Còn bảo đảm với vua Tần, chỉ cần có bọn họ ở đó, người dân nước Tề chắc chắn sẽ tôn quý nước Tần, không bao giờ phản bội. Cách làm này hoàn toàn giống với cách làm của các môn sinh Khổng thị kia lúc Đại Minh diệt quốc. Đáng tiếc là Thủy Hoàng đế vô cùng anh minh uy vũ, sao có thể dung chứa đám người bỉ ổi như bọn họ. Hơn nữa, cho dù không có sự giúp đỡ của đám phản đồ này, với hàng triệu hùng binh của đế quốc, cũng có thể tiêu diệt nước Tề trong nháy mắt. Vì vậy, sau khi đánh vào Lâm Truy, Thủy Hoàng đế đã hạ thánh chỉ đầu tiên, chôn sống toàn bộ nho sinh đã bán đứng vua Tề và tội đồ phản quốc. Sau đó, người của nhà họ Khổng tìm đến nhà họ Trương, hy vọng nhờ địa vị của nhà họ Trương ở nước Tần, xin cho nhà họ Khổng một con đường sống ở trước mặt Thủy Hoàng đế, hơn nữa còn hứa rằng sẽ không hài lòng nữa. Tổ tiên của nhà họ Trương cũng vì động lòng thương xót mới liều mạng cầu xin Thủy Hoàng đế tha cho nhánh chính của Khổng thị. Khi Trương Đình Chi nói xong những chuyện xảy ra trong quá khứ, anh ta đã tức giận đến run người. Nếu không có nhà họ Trương thì đâu có nhà họ Khổng hôm nay. Thế mà nhà họ Khổng lại không biết ơn, ngược lại còn tìm mọi cách đàn áp nhà họ Trương, thậm chí còn muốn nhà họ Trương học theo Khổng thị, bán đứng Hoa Quốc. Trước đó, sở dĩ Tơ Ma Cây Chi đánh nhà họ Trương cũng là bởi vì bốn cậu chủ chiến quốc lần lượt xuất thế, thời buổi loạn lạc có thể ập đến bất cứ lúc nào. Vì vậy, Hachiki Orochi nóng lòng muốn có được long mạch để nâng cao sức chiến đấu, thế nên mới phái người đến tận cửa, lấy danh nghĩa là thách đấu để giết chết trưởng lão nhà họ Trương. Dùng việc diệt tông để uy hiếp mọi người nhà họ Trương. Hơn nữa Hachiki Orochi còn buông lời rằng chỉ cho nhà họ Trương thời gian 7 ngày để suy nghĩ, nếu không nói ra vị trí của long mạch thì sẽ giết sạch nhà họ Trương. Lệnh giới nghiêm bây giờ ở thành Minh Nguyệt cũng là để đề phòng người nhà họ Trương bỏ trốn trong đêm. Những người này thật là gan to bằng trời, còn tưởng rằng Hoa Quốc không còn ai nữa sao? Từ Huy Tổ lắc cây giáo bạc trong tay, cười nhạt nói. Hai. Theo như bọn họ thấy, có sự hỗ trợ của nhà họ Khổng thì phía Hoa Quốc hay Đông Vực căn bản không có ai có thể đến chi viện. Vì vậy mới có chỗ dựa nên không lo ngại gì, thậm chí còn ép buộc tất cả các môn phái ở thành Minh Nguyệt phải gia nhập âm dương giáo và học bí thuật âm dương của bọn họ. Trương Đình Chi nói với vẻ tức giận. Hừ, bí thuật âm dương, chẳng qua là trận pháp của nhà họ âm dương được truyền cho bọn họ mấy nghìn năm trước mà thôi, lại còn bí thuật. Thật là không biết xấu hổ, Từ Huy Tổ lạnh lùng mắng. Thực ra theo lý mà nói, đại trưởng lão nhà họ Trương đã có tu vi đế cảnh cấp 3, tuyệt đối không thể bại dưới tay của một đế cảnh cấp 2 như Tơ Ma Cây Chi. Nhưng khi hai bên giao đấu, Hachiki Orochi lại đột nhiên ra tay, khóa chặt tu vi của đại trưởng lão, lúc này mới giúp cho Tơ Ma Cây Chi chém đại trưởng lão chỉ với một chiêu. Quả thật là nên giết chứ không nên giữ, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Đêm khuya, trong phủ Hoa Thiên ở thành Minh Nguyệt, mặc dù trên danh nghĩa, nơi này chỉ là một tòa phủ đệ, thế nhưng diện tích lại rất lớn, phạm vi cả trăm dặm xung quanh đều là địa giới của phủ Hoa Thiên. Có thể nói, phủ Hoa Thiên là phủ đệ lớn nhất trong thành Minh Nguyệt. Hơn nữa nơi này thật ra chính là dinh thự mà nhà họ Trương đã kinh doanh đủ nghề suốt cả nghìn năm. Lúc này, một người đàn ông mặc đồ cổ trang đang quỳ bên trong một điện nghiêng của phủ Hoa Thiên. Bên trên đại điện, đèn đuốc sáng trưng, đối diện hắn còn có một ông lão mặc đồ cổ trang cũng đang quỳ y như vậy. Tiền bối Inoue,
nhà họ Trương đã có người dao động rồi, giữa trưa ngày mai, trong tang lễ của trưởng lão nhà họ Trương, người này sẽ gia nhập âm dương giáo của chúng ta. Công khai cho nhà họ Trương một đả kích thật mạnh, Tơ Ma Cây Trì cười lạnh lùng lên tiếng. Dù gì nhà họ Trương cũng đã có cả nghìn năm phát triển, từ trên xuống dưới nào chỉ có mấy chục nghìn người. Chỉ khoảng trăm người đã mỗi người một kiểu, huống hồ là một gia tộc lớn có tới mấy chục nghìn người, căn bản không thể bền chắc như thép. Ừ, không tệ, chỉ cần người nhà họ Trương dao động là được rồi, ông lão gật đầu nói đầy hài lòng. Ông lão này chính là một trong số ba kiếm thị của Hachiki Orochi, có địa vị rất cao bên phía Vi Hào. Nếu như không phải đại nhân Hachiki Orochi khi trước bị trọng thương thì căn bản chẳng cần tới long mạch gì đó của nhà họ Trương. Có điều, được long mạch bồi bổ thì vết thương của đại nhân Hachiki Orochi có lẽ cũng có thể bình phục hoàn toàn trong vòng 10 ngày. Tới lúc đó, cậu chính là công thần số 1 của Vi Hào chúng ta rồi, ông lão tán thưởng. Tiền bối Inoue, trong quá trình đại nhân Hachiki trị thương, lỡ như kinh động tới bốn cậu chủ chiến quốc thì e rằng ta sẽ chuốc lấy rắc rối lớn, Tơ Ma Keiichi nhíu mày nói. Mặc dù nhà họ Khổng đã âm thầm kết thành đồng minh với bọn họ, thế nhưng bốn cậu chủ chiến quốc lại không hề không có giới hạn giống như nhà họ Khổng. Từ trước tới giờ, dù là cao thủ của Âu Lục hay Vi Hào, chỉ cần có chút động thái khác lạ là bốn cậu chủ chiến quốc đều sẽ ra tay không nể nang gì. Mục đích chính là để đàn áp thế lực các phương, khiến cho Hoa Quốc từ đầu chí cuối đều có thể giữ ưu thế nhất định. Đây chính là một loại cân bằng rất khéo léo, dù các phương Âu Lục và Vi Hào muốn phát triển lớn mạnh thì cũng phải dựa vào thế lực của Hoa Quốc mới được. Thế nhưng bây giờ, chuyện Hachiki Orochi dùng long mạch trị thương căn bản không hề đánh tiếng với bốn cậu chủ chiến quốc, đối phương khó tránh khỏi việc gây khó dễ cho Thành Minh Nguyệt. Hừ... Chỉ cần đại nhân Hachiki khôi phục lại thực lực thì bốn cậu chủ chiến quốc gì cũng chẳng địch lại nổi một đòn của đại nhân Hachiki, Inoue bật cười lạnh lùng. Hachiki Orochi có thể nói là một thần thoại từ xưa tới nay của Vi Hào. Thật ra ông ta không hề giống như trong truyền thuyết, là một con quái vật tám đầu mà chỉ là con người mà thôi. Thế nhưng trong trận chiến với Zofuku, sau khi ông ta bị trọng thương, để bảo vệ địa vị và uy nghiêm của bản thân trong mắt người Vi Hào nên mới tạo nên những thần thoại đáng sợ như vậy. Cũng từ sau trận chiến đó, Hachiki Orochi tháo chạy khỏi vùng ngoài lãnh thổ, ẩn cư ở tít trong rừng sâu núi thẳm, dần dần khôi phục lại thực lực. Nhưng vì vết thương của Hachiki Orochi trong trận chiến đó quá nghiêm trọng, vậy nên mặc dù đã trải qua 2-3 nghìn năm nhưng Hachiki Orochi vẫn chưa thể bình phục lại như cũ. Cho tới bây giờ, thi thoảng vết thương cũ lại tái phát. Đối với Hachiki Orochi mà nói, thánh dược trị thương tốt nhất chính là tinh huyết của loài người và cả khí vận cùng với khí tức của rồng bên trong long mạch. Vậy nên Vi Hào mới chú ý tới nhà họ Trương ở Thành Minh Nguyệt, hơn nữa từ hơn 100 năm trước đã âm thầm xâm nhập vào rồi. Chỉ đáng tiếc là người nhà họ Trương vẫn luôn không chịu cúi đầu trước Vi Hào, còn từ chối nói ra bí mật của long mạch, vậy nên mới khiến cho Vi Hào nổi điên lên. Cậu nghĩ cách xử lý cho xong người nhà họ Trương đi, tốt nhất có thể thu nạp được mấy lãnh đạo cấp cao của nhà họ Trương, còn về chuyện long mạch thì tới lúc đó chúng ta có thể phân chia với phía Âu Lục. Mấy nhà chúng ta liên kết lại, bốn cậu chủ chiến quốc muốn giấy lên chiến tranh thì cũng phải cân nhắc cho thật kỹ càng, Inoue cười khẩy, nói. Chỉ dựa vào thực lực của Vi Hào, đương nhiên chẳng thể ngăn cản sự thảo phạt của bốn cậu chủ chiến quốc. Thế nhưng nếu như cộng thêm cao thủ bên phía Âu Lục và Phi Lục thì dù là bốn cậu chủ chiến quốc cũng không dám tùy tiện khai chiến. Trải qua gần trăm năm Vi Hào hoạt động đã thu nạp được không ít người Hoa Quốc gia nhập vào tổ chức có tên gọi là Âm Dương Giáo, mà những người này tới cuối cùng đều sẽ trở thành thuốc bổ của Hachiki Orochi. Trận chiến trên núi Bách Long khi trước, thế tử của gia tộc Zisis đã bị trọng thương, bây giờ sẽ còn liên thủ với chúng ta sao, Tơ Ma Keiichi nhíu mày nói. Gia tộc Zisis có thể nói là thế gia lớn mạnh nhất Âu Lục, hơn nữa chỉ cần sự tồn tại mạnh hơn không xuất hiện, vậy thì Erdogan chính là thế tử số một Âu Lục. Dưới tình cảnh hắn đã bị trọng thương, xác suất liên thủ với Vi Hào gần như là rất thấp. Hừ, chính bởi vì cậu ta cũng bị trọng thương, vậy nên mới cần tới sự bồi bổ của long mạch, lẽ nào cậu ta sẽ bỏ qua cơ hội trị thương này sao, Inoue lên tiếng phản đối. Phân chia long mạch của Hoa Quốc. Mặc dù không bằng được bí mật bên trong di tích long tộc, thế nhưng ít nhất đối với mấy người bọn họ mà nói thì đều chỉ có lợi.
Mấy nghìn năm nay chỉ Hoa Quốc mới có Long Mạch, cũng chính vì sự tồn tại của Long Mạch nên suốt trăm nghìn năm nay Hoa Quốc mới sản sinh ra nhiều nhân vật thiên tài như vậy. Thế lực các phương khác lại chỉ có thể nhìn mà than thở. Nếu như Erdogan đột nhiên biết được bản thân cũng có thể nhận được sự bồi bổ của Long Mạch thì dù hắn có phải mạo hiểm khai chiến với bốn cậu chủ chiến quốc thì chắc chắn cũng sẽ đồng ý liên thủ với Hoa Quốc. Tiền bối Inoue, vãn bối có một chuyện mong tiền bối Inoue chỉ giáo. Tomakeichi hơi băn khoăn mở lời. Nói đi, Inoue bình thản lên tiếng. Mặc dù chúng ta liên thủ với nhà họ Khổng, thế nhưng theo tôi được biết, nhà họ Khổng cũng không phải gia tộc lớn mạnh duy nhất. Không ít hoàng tộc bên trong đế vương các đều không chịu sự kiểm soát của nhà họ Khổng. Nếu như chúng ta thật sự lấy được Long Mạch từ chỗ nhà họ Trương, những hoàng tộc kia chưa chắc đã khoanh tay đứng nhìn, dẫu sao đây cũng là Long Mạch của Hoa Quốc bọn họ, bị vi hào chúng ta phân chia, bọn họ sao có thể cam tâm cơ chứ? Tomakeichi lo lắng lên tiếng. Nhà họ Khổng chỉ có thể trói buộc một số thế gia khá nổi danh mà thôi, bên trong hoàng tộc gần như chẳng có mấy người nghe theo lệnh của chủ nhà họ Khổng. Dù là nhà họ Tư Mã cũng chỉ hợp tác với nhà họ Khổng mà thôi chứ không hề quy phục nhà họ Khổng. Một khi hoàng tộc của Hoa Quốc nhúng tay vào chuyện này, tới lúc đó hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Xem ra cậu vẫn chưa hiểu rõ thời cuộc rồi. Bây giờ cậu chủ chiến quốc đồng loạt hiện thân, điều đó cũng nói lên rằng loạn thế sắp tới rồi. Dù là nhà họ Khổng hay là các hoàng tộc lớn thì cũng chẳng có ai muốn kết thù với người khác vào lúc này. Nhiều thêm một kẻ thù chẳng khác gì nhiều thêm một phần nguy hiểm. Bây giờ, đối với chúng ta mà nói thì tự bảo vệ bản thân mới xếp ở vị trí đầu tiên. Hơn nữa, vi hào chúng ta đã kiểm soát được cả thành Minh Nguyệt, bên phía bọn họ e rằng đã nghe được thông tin từ lâu rồi, nhưng vẫn luôn không có bất cứ hành động gì, điều này nói lên cái gì? Inoue cười lạnh lùng nói. Ý của ông là bọn họ đã ngầm cho phép, Tomakeichi bừng tỉnh nói. Không sai, ngoại trừ ngầm cho phép ra thì bọn họ còn có thể làm gì được nữa. Nhà họ Khổng là một cái hố lớn mà bọn họ không bước qua được, lẽ nào bọn họ sẽ vì Long Mạch căn bản không hề thuộc về bản thân mà lật mặt với nhà họ Khổng hay sao? Chỉ cần Hoa Quốc còn có nhà họ Khổng thì dù chúng ta có làm hơi quá cũng sẽ chẳng có ai nhúng tay vào chuyện này. Hơn nữa, nhà họ Trương trải qua mấy nghìn năm, sớm đã xa cách với mấy hoàng tộc kia rồi. Và lại nhà họ Trương chỉ là người gác mộ cho Tổ Long chứ không phải hoàng tộc. Vậy nên bọn họ căn bản chẳng thể vì nhà họ Trương mà lật mặt với chúng ta. Không có hoàng tộc ra mặt, ai dám làm trái ý của nhà họ Khổng, Inoue đắc ý nói. Nghe thấy lời này, đắn đo duy nhất cũng Tomakeichi đã hoàn toàn biến mất. Nhà họ Khổng một lòng suy nghĩ tới lợi ích, còn về có bán đứng Hoa Quốc hay không thì chẳng phải chuyện mà bọn họ bận tâm. Từ cổ chí kim. Kim quân xuống phía nam, kỵ binh Mông Cổ san phẳng Trung Nguyên, hậu kim tắm máu Hoa Quốc, có chuyện nào không phải do bọn họ đổ thêm dầu vào lửa. Vậy nên chỉ cần còn có nhà họ Khổng thì Hoa Quốc chẳng có gì phải e sợ hết, Inoue bình thản nói. Những chuyện này cũng có liên quan tới nhà họ Khổng sao, Tomakeichi nhìn về phía Inoue với vẻ không dám tin. Đó là đương nhiên, trận chiến khiến cho Bắc Tống bị diệt quốc. Thật ra chính là một vở kịch do nhà họ Khổng đứng phía sau đạo diễn. Cậu cũng không thử nghĩ xem năm đó Bắc Tống mạnh tới độ nào. Quân Tây Bắc đang chuẩn bị tiêu diệt Tây Hạ, mà phương Bắc đã đánh bại được Liêu Quốc, Kim Quốc tính toán đâu ra đấy, chưa tới chục nghìn người, cũng chẳng có vũ khí để công thành tiến đánh, sao vào trong thành khai phong thành cao trì sâu được cơ chứ? Đáp án rất đơn giản, người nhà họ Khổng giả truyền thánh chỉ, mở rộng cổng thành, thả Kim quân vào trong khai phong. Dù là như vậy thì Kim quân cũng chẳng đánh thắng được thủ quân bên trong thành, gần như ngay lập tức bị dồn tới tường thành, suýt nữa thì bị nhốt tới chết trong thành khai phong rồi. Sau này, vẫn là hậu nhân của nhà họ Khổng nghĩ ra diệu kế, gửi hai đế huy khâm vào trong tay Kim nhân, lúc này mới đạt được mục đích. Nói tới đây, Inoue thậm chí còn ngửa mặt phá lên cười. Nghe Inoue nói vậy, ngay cả Tomakeichi cũng sững sờ. Tiền bối Inoue, chắc đây chỉ là tin đồn nhỉ, bán đứng hoàng đế có lợi ích gì cho bọn họ? Tomakeichi hoài nghi hỏi. Đương nhiên là có, cậu thử nghĩ xem tổ tiên của bọn họ ở đâu. Nhà nào cũng có sản nghiệp lớn, hơn nữa, đều tập trung ở ven biển Đông Vực. Phương Bắc cách quê hương của bọn họ quá xa, hơn nữa hàng năm phải đóng thuế để nuôi sống phương Bắc.
Nếu cắt nhượng phương Bắc thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền, ngoài ra, nếu chuyển quốc đô vào Nam thì bọn họ có thể yên tâm ở trong nhà của mình, lo việc kinh doanh, đây chính là lợi ích. Inoue bình tĩnh giải thích. Chuyện này, mặc dù nhà họ Khổng cũng từng đóng góp cho Vi Hào, nhưng, nhân phẩm của bọn họ quá thấp kém. Tomakeichi kinh thường nói. Nhà họ Khổng quả thực có thể giúp chúng ta chèn ép phần lớn Hoa Quốc, chỉ có một người không chịu sự khống chế của nhà họ Khổng thôi, Inoue cau mày nói. Ai? Tomakeichi hỏi. Cậu từng nghe đến Tiêu Chính Văn chưa? Inoue hỏi. Đương nhiên rồi, nghe nói hắn có thể sánh với Bạch Khởi của Hoa Quốc. Tomakeichi đáp. Không, thực ra hắn đã vượt qua Bạch Khởi rồi. Chưa đến 30 tuổi đã có tu vi đại đế, người này thật khó lường. Inoue nghiêm túc nói. Cái gì, vượt qua Bạch Khởi rồi sao? Tomakeichi vô cùng kinh ngạc. Cho đến nay, ở vùng ngoài lãnh thổ, chưa có ai dám nói vượt qua Bạch Khởi. Đây là đánh giá của Hachiki Orochi về Tiêu Chính Văn. Suốt thời gian qua, hắn không hề thuận buồm xuôi gió, nhưng mọi nguy hiểm đều biến thành động lực giúp hắn trở nên mạnh hơn. Hơn nữa, người này luôn là kẻ thù của nhà họ Khổng và Thiên Đạo Minh Ước. Hai thế lực này luôn muốn loại bỏ hắn, nhưng đáng tiếc là họ chưa làm được điều đó. Inoue nói tiếp. Ngay cả nhà họ Khổng và Thiên Đạo Minh Ước cũng không trị nổi hắn sao? Tomakeichi bán tín bán nghi hỏi. Đúng vậy, không chỉ Thiên Đạo Minh Ước mà một số thế lực thượng cổ ở Hoa Quốc cũng chú ý tới người này, bọn họ có ý muốn bảo vệ hắn, vì vậy Thiên Đạo Minh Ước không tiện để xử lý hắn. Một năm trước, vì để giết Tiêu Chính Văn, Thiên Đạo Minh Ước đã mất đi một nhân vật lớn, Inoue nói đến đây, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Cái gì? Tomakeichi càng thêm kinh ngạc, Tiêu Chính Văn một năm trước có lẽ vẫn ở cảnh giới Thiên Vương. Để giết một tên tiểu bối cảnh giới Thiên Vương, Thiên Đạo Minh Ước thật sự đã mất đi một nhân vật lớn sao? Điều này thật khó tin, người này đã phá vỡ quy tắc, cho nên đã bị một nhân vật xuất chúng thời thượng cổ Hoa Quốc giết ngay tại chỗ. Thực ra cả vùng ngoài lãnh thổ và giới thế tục đều làm việc theo quy tắc nhất định, hơn nữa, không ai có thể dễ dàng phá vỡ sự cân bằng này. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn đã phá vỡ tất cả, vì vậy, những nhân vật xuất chúng thời thượng cổ Hoa Quốc mới đặc biệt chú ý tới quá trình trưởng thành của Tiêu Chính Văn. Nếu người cùng đẳng cấp ra tay, bọn họ sẽ không bao giờ xen vào. Nhưng nếu Thiên Đạo Minh Ước dám ra tay thì lại là chuyện khác. Bởi vì đây là cuộc chiến giữa lãnh đạo cấp cao thời thượng cổ Hoa Quốc và Thiên Đạo Minh Ước, cũng là trận chiến giữa Tiêu Chính Văn với tất cả thế lực. Người này mới là nhân tố bất ổn thật sự. Inoue khẽ thở dài. Thực ra Thiên Đạo Minh Ước cũng không phải không có đối thủ, nhưng hầu hết các nhân vật xuất chúng thượng cổ Hoa Quốc đều đã ẩn thân, bọn họ sẽ không dễ dàng lộ diện, trừ khi rơi vào tình thế bắt buộc. Nhưng chỉ cần bọn họ lộ diện, thì chắc chắn sẽ không nương tay. Thiên Đạo Minh Ước trước mặt bọn họ cũng chẳng là gì cả. Nói vậy chẳng phải Tiêu Chính Văn có được một tấm bùa hộ mệnh rồi sao? Tomakeichi nhíu mày nói. Mặc dù Tiêu Chính Văn không có thân thế, thậm chí còn chẳng có nền tảng gì, nhưng có được sự ưu ái của những nhân vật lớn này, giống như mặc một bộ giáp chiến bất tử. So với những nhân vật cùng đẳng cấp, có được mấy người là đối thủ của anh? Đế cảnh cấp 2 đã có thể giết liên tiếp 8 cao thủ đại đế. Ai có thể chống lại sức chiến đấu này? Cũng chưa chắc, dù sao đây cũng là một trận chiến, có người hy vọng hắn nhanh chóng mạnh lên, đương nhiên sẽ có người mong hắn chết sớm. Đó là lý do vì sao 4 cậu chủ chiến quốc không nên xuất hiện ở đây, ít nhất là không nên quay lại vào lúc này. Nói trắng ra, bọn họ tới để trấn áp Tiêu Chính Văn. Sức chiến đấu hiện tại của Tiêu Chính Văn không phải là đối thủ của 4 cậu chủ chiến quốc. Cuối cùng cũng chỉ trở thành hòn đá mài đao cho 4 người bọn họ mà thôi. Cho nên, cậu cứ yên tâm làm đi. Chỉ cần Hachiki Orochi bình thục, cũng sẽ được sự hỗ trợ của nhóm người khác. Đến lúc đó, Tiêu Chính Văn sẽ trở thành bàn đạp cho Hachiku Orochi. Vi Hào chúng ta cũng có thể ra oai trong giới thế tục, tiêu diệt hoàn toàn Hoa Quốc. Inoue trấn an Tomakeichi. Tiền bối Inoue, tôi biết mình phải làm gì rồi. Sau khi xua tan mọi lo lắng, Tomakeichi rời khỏi đại điện. Sáng sớm hôm sau, rất nhiều môn phái từng có giao tình với nhà họ Trương đều phái đại diện tới để tham dự tang lễ của đại trưởng lão. Đệ tử nhà họ Trương cũng tập trung đông đủ để tiễn đưa đại trưởng lão.
Lúc này, tất cả thế lực ở thành Minh Nguyệt đều âm thầm theo dõi mọi động tĩnh của nhà họ Trương và Vi Hào. Anh hai, anh ba đến rồi. Lúc người nhà họ Trương đang tập trung ở quảng trường trước cổng chính, một người đàn ông trung niên chạy tới nói với người đàn ông trung niên đang đứng trước đám đông. Hừ, tên quên mất tổ tiên đó còn dám tới tham dự tang lễ sao? Vẻ mặt người đàn ông trung niên trở nên lạnh lùng, cả người tỏa ra sát khí quái dị. Ngay cả cái cây lớn bên cạnh cũng đổ nát vì luồng sát khí này, lá cây xào xạc. Người quản lý nhà họ Trương hiện tại có 4 anh em, ông cả là Trương Việt, ông hai là Trương Kỳ, ông ba là Trương Dã, cuối cùng là Trương Đạc. Người đang lớn tiếng mắng chửi là Trương Việt, hiện nay cũng là người phát ngôn cho nhà họ Trương. Ông hai là Trương Kỳ cũng là một trong những nhân vật quyền lực trong nhà họ Trương. Còn ông ba và ông tư không quan tâm lắm đến việc thường ngày, chỉ tập trung vào tu luyện, căn bản không hề tham gia đến việc tranh giành quyền lợi trong nhà họ Trương. Sau khi ông cụ Trương chết, quyền hành của nhà họ Trương chắc chắn sẽ rơi vào tay Trương Việt. Dù sao già trẻ đều có trật tự, bất kể lý do hay nguyên nhân gì, Trương Việt cũng là người thừa kế không thể bàn cãi. Anh cả, cần gì phải tức giận như vậy? Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên khác mặc áo quần phong cách Vi Hào chậm rãi đi tới. Người này chính là Trương Kỳ, một trong những nhân vật quyền lực của nhà họ Trương. Hừ, chú vẫn là đệ tử nhà họ Trương, nhìn xem chú đang mặc cái gì vậy? Hôm nay là tang lễ của đại trưởng lão đấy. Trương Việt lạnh lùng nhìn Trương Kỳ. Anh cả, thực ra tôi đã không còn là người nhà họ Trương từ lâu rồi, đại trưởng lão sống hay chết liên quan gì đến tôi? Trương Kỳ cười nói. Câm miệng, Trương Việt đột nhiên quát lớn, khi còn sống, đại trưởng lão luôn yêu quý chú, hơn nữa còn truyền dạy cho chú bí thuật của nhà họ Trương. Bây giờ, ông ấy đã chết dưới tay người Vi Hào, mà chú lại mặc quần áo của người Vi Hào, đến phá hoại tang lễ của ông ấy. Chú xứng với linh hồn của đại trưởng lão trên trời sao? Ha ha, nghe vậy, Trương Kỳ cười nói hay lắm. Nếu không phải ông ta truyền lại bí thuật của nhà họ Trương cho tôi thì tôi cũng không có được ngày hôm nay. Vốn dĩ với nền tảng của tôi, lẽ ra tôi đã đạt tới cảnh giới đại đế từ lâu rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Tôi vẫn chỉ là đế cảnh cấp 1, lẽ nào không phải do ông già đó hại tôi sao? Trương Kỳ lạnh lùng nhìn quan tài của đại trưởng lão, nói. Hại chú, Trương Việt nghiến răng, trừng mắt nhìn Trương Kỳ. Đúng vậy, nếu không phải ông ta lấy danh nghĩa truyền lại bí thuật của nhà họ Trương để trấn áp tu vi của tôi, thì bây giờ tôi đã là cao thủ đại đế rồi, sao có thể dừng chân ở cảnh giới nhân hoàng cấp 9 chứ? Nếu tôi không gia nhập tông môn của Tơ Ma Cây Chi ở Vi Hào thì sao có thể đột phá cảnh giới trong một tháng ngắn ngủi, đạt đế cảnh cấp 1? Hơn 130 năm, tôi không đột phá nổi một cảnh giới. Nhưng chưa đầy một tháng sau khi gia nhập âm dương giáo, tôi đã đột phá. Ngoài việc bị ông ta cố tình trấn áp, lẽ nào anh còn có cách giải thích khác sao? Nói xong, Trương Kỳ nhìn Trương Việt, trong mắt tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Ông ta là cao thủ đế cảnh duy nhất trong thế hệ sau của nhà họ Trương, ngay cả Trương Việt cũng chỉ có tu vi nhân hoàng cấp 9. Chú, đồ bất hiếu! Trương Việt chỉ vào Trương Kỳ, môi khẽ run rẩy, sắc mặt tối sầm lại. Bất hiếu, tôi không muốn đệ tử nhà họ Trương lại bị đám người có động cơ xấu xa như các người làm hại. Nể tình chúng ta là người nhà, tôi có thể cho các người một cơ hội gia nhập vào âm dương giáo, nếu không, 3 ngày sau, nhà họ Trương sẽ không còn nữa. Đến lúc đó, đừng trách tôi không nhắc nhở các người. Trương Kỳ giễu cợt nói. Trương Kỳ, tên phản bội, đại trưởng lão vừa mất, chú đã giúp đỡ người Vi Hào ư. Trương Việt tức giận quát lớn. Giúp đỡ người Vi Hào. Trương Kỳ cười lớn, khẽ lắc đầu, anh cả, tôi đang nghĩ cho các người đấy chứ. Lẽ nào các người không muốn có sức mạnh như tôi sao? Nói xong, Trương Kỳ chậm rãi vung tay, phóng ra một luồng sức mạnh hung hãn. Ngôi nhà cổ của nhà họ Trương chấn động. Đây là lý do tôi gia nhập âm dương giáo. Chắc các người đã thấy uy lực này lớn mạnh thế nào, có phải các người đều mơ ước cảnh giới này không? Đây là bí thuật âm dương vô cùng ảo diệu, có thể dùng bí thuật này để nâng cao tu vi, chắc mọi người đều đã được xem trận đấu giữa đại trưởng lão và gia sư. Trong trận chiến đó, đại trưởng lão gần như không có sức chống trả, đây là minh chứng rõ ràng nhất. Trước mặt bí thuật âm dương, cơ nghiệp ngàn năm và tất cả bí thuật của nhà họ Trương đều chẳng đáng một xu.
Trên đời này, phải có thực lực mới giữ được mạng sống. Các người vẫn muốn cố chấp sao? Chỉ cần tất cả đệ tử nhà họ Trương đồng ý gia nhập Âm Dương giáo, thì mọi chuyện trong quá khứ sẽ được bỏ qua. Nếu còn ngoan cố, giết không tha. Trương Kỳ nói xong, khí tức quanh người lại tỏa ra, uy lực mạnh mẽ chân áp khiến đám người nhà họ Trương không ngẩng đầu lên nổi. Đủ rồi, Trương Việt không nhịn nổi nữa, khí tức quanh người ông ta cũng nổi lên, khí tức nhân hoàng cấp 9 đối đầu với uy lực đế cảnh. Trên bầu trời, mây đen và sấm sét tụ lại, những tia chớp đi xuyên qua đám mây. Mặt đất nứt ra thành những khe rãnh không đáy, nham thạch nóng hổi phun lên. Như thể trời đất nơi đây cũng nổi giận. Đây là tam tuyệt trận của nhà họ Trương. So với Trương Đạo Linh, tam tuyệt trận của ông ta còn kỳ quái và mạnh mẽ hơn. Ngay sau đó, vài đạo lôi điện tím và vô số nham thạch cùng tấn công về phía Trương Kỳ. Nhìn thấy cảnh này, Trương Kỳ khinh thường nói, tam tuyệt trận. Cùng là đệ tử nhà họ Trương, nhưng tam tuyệt trận của anh còn kém xa. Hơn nữa, bí thuật âm dương còn mạnh hơn tam tuyệt trận này gấp vạn lần. Nói xong, Trương Kỳ vung tay, một luồng khí tức màu đen lập tức bao phủ bốn phía. Ngay cả ánh mặt trời cũng bị che khuất hoàn toàn, không gian chuyển từ ngày sang đêm trong chốc lát. Những tia sét màu tím cũng bị khí tức màu đen hấp thụ, lập tức biến mất không còn dấu vết. Cùng lúc đó, trong luồng khí tức màu đen xuất hiện một con rắn khổng lồ màu đen, nó lao xuống, há to cái miệng đầy máu về phía Trương Việt. Trương Việt không ngờ tam tuyệt trận của ông ta lại dễ dàng bị Trương Kỳ phá giải như vậy. Nhìn thấy con rắn đen khổng lồ tiến đến, Trương Việt không dám nghĩ nhiều, vội vàng lui về phía sau mấy chục bước. Bụp, nhưng tốc độ của ông ta vẫn chậm hơn nửa nhịp, bị đầu của con rắn đâm vào ngực, cả người bay ra phía sau. Nhìn thấy Trương Việt phun ra một ngụm máu, Trương Kỳ đắc ý cười lớn. Trương Việt ôm ngực, nhìn Trương Kỳ với vẻ bất mãn. Dù sao ông ta cũng chỉ là nhân hoàng, kém Trương Kỳ một cảnh giới, sao có thể là đối thủ của Trương Kỳ được chứ? Thậm chí đối phương không cần dùng đến trận pháp, vẫn có thể dễ dàng đánh bại ông ta. Rầm, con rắn đen khổng lồ lại lao xuống, sao Trương Việt có thể chống đỡ nổi? Một đòn này không chỉ đánh bay ông ta lần nữa mà ngay cả quan tài của đại trưởng lão cũng bị lật úp xuống đất. Nhìn thấy thi thể của đại trưởng lão rơi ra từ trong quan tài, Trương Việt vô cùng tức giận. Trương Kỳ, mày, thế nào, còn nghĩ bí thuật nhà họ Trương lợi hại không? Nếu tam tuyệt trận của nhà họ Trương lợi hại thật thì người bị đánh bây giờ là tôi mới phải. Trương Kỳ chắp tay sau lưng, liếc nhìn những đệ tử nhà họ Trương đang có mặt, tự đắc nói. Nghe vậy, Trương Việt không nói nên lời. Tam tuyệt trận của nhà họ Trương còn không có sức chống trả chứ đừng nói là tấn công. Nhưng cho dù phải chết, ông ta cũng sẽ không cúi đầu trước kẻ phản bội như Trương Kỳ. Trương Kỳ, mày đừng quên, mày cũng là người nhà họ Trương. Chính nhà họ Trương đã nuôi nấng mày trưởng thành, dạy mày trận pháp, mày mới có được ngày hôm nay. Trương Việt nắm chặt tay, nghiến răng nói. Ha ha! Trương Kỳ cười lớn, nuôi nấng. Đây là thế giới dùng thực lực nói chuyện chứ không phải tình nghĩa. Ai không phục thì có thể bước ra khiêu chiến. Trương Kỳ phất tay áo, nhìn xung quanh. Lúc này, tơ ma cây chi cũng xuất hiện. Uy lực mạnh mẽ chấn áp đám người nhà họ Trương. Các vị, không cần tôi phải nói nhiều nữa, chắc mọi người đều đã nhìn rõ ai mạnh ai yếu rồi nhỉ. Tơ ma cây chi khoanh tay trước ngực, liếc nhìn đám người nhà họ Trương. Lúc này, đám người nhà họ Trương bên dưới đều lộ ra vẻ sợ hãi. Trương Kỳ, một trong những người thừa kế tương lai của nhà họ Trương đã gia nhập tông môn chúng tôi, điều đó chứng tỏ cơ nghiệp của nhà họ Trương đều là rác rưởi. Ba ngày trước, tôi chỉ dùng một chiêu cũng đã giết chết đại trưởng lão của các người. Điều này càng chứng tỏ thứ các người gọi là cơ nghiệp chỉ là một trò đùa. Hôm nay, tôi sẽ cho các người một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần các người gia nhập tông môn của tôi. Tôi sẽ bỏ qua tất cả chuyện cũ, nếu không, tất cả các người đều sẽ chết. Nghe vậy, sắc mặt của không ít hậu bối nhà họ Trương chợt thay đổi. Thậm chí có người đã nhận giặc làm cha. Không phải bọn họ không trung thành với gia tộc của mình, nhưng nhà họ Trương bây giờ đã thật sự lâm vào bước đường cùng. Đại trưởng lão đã chết, người kế thừa cũng bị Trương Kỳ đánh bị thương nặng. Tiếp theo, bọn họ sẽ phải đối mặt với sự tàn sát của Vi Hào. Nói năng vớ vẩn, nhà họ Trương đời đời canh giữ lăng mộ Tổ Long,
chắc chắn sẽ được Tổ Long bảo vệ. Mọi người đừng nghe ông ta nói bậy. Trương Việt ôm ngực, cố gắng đứng dậy, lớn tiếng nói với đám đệ tử nhà họ Trương. Ông sắp chết rồi mà còn muốn chống cự à? Tơ Ma Cây Chi cười lắc đầu, tôi có thể cho ông một cơ hội. Chỉ cần ông dùng bí thuật của nhà họ Trương đánh bại tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Thậm chí còn thả các người rời khỏi thành Minh Nguyệt. Nhưng nếu ông không thắng nổi tôi thì phải quỳ xuống xin lỗi Ân Dương giáo, đồng ý quy phục môn giáo chúng tôi. Vẻ mặt Tơ Ma Cây Chi trở nên lạnh lùng, nhìn Trương Việt bằng ánh mắt dữ tợn. Thứ hắn cần là tinh huyết của người nhà họ Trương. Bởi vì nhà họ Trương tu luyện bí thuật do Tổ Long truyền lại, tinh huyết của người nhà họ Trương rất quan trọng đối với Hachiki Orochi. Vì vậy, hắn phải đẩy đám người nhà họ Trương vào đường cùng. Một mình tôi xử lý chuyện nhỏ này là được. Trương Kỳ chế nhạo, tiến lên, lạnh lùng nhìn Trương Việt. Trước đó Trương Việt đã bại dưới tay Trương Kỳ, lúc này lại khiêu khích lần nữa, rõ ràng là đang ức hiếp người khác. Sao thế, ngoài tam tuyệt trận, không còn chiêu khác rồi à? Có thể lấy thiên lôi trận, địa liệt trận và ngũ hành trận ra thử xem. Trương Kỳ chế nhạo. Cho dù Trương Việt dùng loại trận pháp nào thì cũng không có cơ hội thắng. Cách biệt giữa nhân hoàng và đế cảnh quá lớn, chắc chắn không thể so sánh nổi. Mặc dù Trương Việt biết rất rõ về trận pháp của nhà họ Trương, nhưng ông ta không thể làm gì khi đối mặt với sự khác biệt cảnh giới. Trương Việt đương nhiên hiểu, cho dù Tơ Ma Cây Chi hay Trương Kỳ ra tay thì ông ta đều sẽ thua. Hóa ra chỉ là tên nhát gan. Trong số các người, ai muốn tay ông ta ứng chiến thì có thể bước ra. Trương Kỳ nhìn đám người nhà họ Trương với nụ cười khẩy. Mọi người lần lượt cúi đầu, ngay cả Trương Việt cũng không thắng nổi thì sao bọn họ có thể chống đỡ được đây? Lẽ nào, các người muốn nhận giặc làm cha, gia nhập Âm Dương giáo thật sao? Trương Việt quay lại nhìn đám người nhà họ Trương. Anh cả, chúng ta đã không còn đường lui rồi, bây giờ đại trưởng lão đã chết, chúng ta cũng mất liên lạc với gia tộc, cho dù chúng ta chống cự thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lúc này, một tệ tử nhà họ Trương bước lên, khóc lóc nói. Thực ra bọn họ cũng không muốn phản bội nhà họ Trương, nhưng thế lực mạnh hơn sức mạnh con người. Bây giờ bọn họ không chỉ bị Đông Vực vứt bỏ, mà ngay cả gia tộc nhánh chính cũng không quan tâm đến bọn họ. Trong hoàn cảnh này, bọn họ thật sự không thể nghĩ ra cách nào thích hợp hơn ngoài việc quy phục trước người Vi Hào. Đúng vậy, anh cả, ngay cả anh hai cũng gia nhập Âm Dương giáo rồi, chúng ta cố chấp làm gì nữa? Phải đấy. Sớm muộn gì nhà họ Trương cũng sụp đổ, thậm chí là máu chảy thành sông. Không phải chúng ta phản bội nhà họ Trương, mà là nhà họ Trương vứt bỏ chúng ta. Ngay cả những hoàng tộc ở Đông Vực cũng bỏ rơi chúng ta. Nếu chúng ta tiếp tục cố chấp, thì cũng sẽ hy sinh vô ích. Không ít đệ tử nhà họ Trương lần lượt lên tiếng giải thích. Hai, trời không có mắt, nhà họ Trương ta danh tiếng muôn đời. Nay lại bị hủy hoại trong tay chúng ta sao? Tổ Long à! Nếu người trên trời có linh thì hãy bảo vệ nhà họ Trương. Trương Việt vừa nói, nước mắt vừa lăn dài. Trương Việt, đã đến nước này rồi, anh còn sự lựa chọn nào khác sao? Cho dù anh muốn chết, anh đã nghĩ đến con cháu của nhà họ Trương chưa? Lẽ nào anh muốn để bọn họ chết cùng anh sao? Thực ra cả anh và tôi đều biết rõ, cho dù đánh bại Tơ Ma Cây Chi cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Ai có thể đánh bại Hachiki Orochi không hả? Nhà họ Trương chúng ta đã bị người ta bỏ rơi rồi. Tục ngữ có câu ông ăn chả bà ăn nem. Nếu bọn họ đã không muốn giúp chúng ta, vậy thì sao chúng ta phải quan tâm đến Long Mạch? Theo tôi thấy, giao vị trí của Long Mạch cho Hachiki Orochi cũng không bị coi là nhà họ Trương thất tín, mà mọi người đều có được thứ mình cần, đôi bên cùng có lợi chẳng là tốt hơn sao? Dùng trận pháp rác rưởi của nhà họ Trương và bí mật Long Mạch để đổi lấy bí thuật âm dương. Đây là vinh hạnh cho nhà họ Trương chúng ta. Trương Kỳ vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ai dám nói trận pháp của nhà họ Trương là rác rưởi? Thiên đạo vô cực, thiên biến vạn hóa. Sau tiếng két lớn, vô số sấm sét xuất hiện trên bầu trời, những tia sét màu tím đan xen không ngớt trên trời. Một giây sau, Tiêu Chính Văn bao quanh bởi tia điện tím từ trên không đáp xuống. Lúc này, vô số tia điện tím bao trùm. Cả không gian biến thành màu tím. Thậm chí cả thành Minh Nguyệt cũng chìm trong tia sét tím. Tiêu Chính Văn dửng dưng nhìn đám người, giống như một vị thần quấn trong lôi điện màu tím.
Ngay cả tôi cũng không dám nói tam tuyệt trận của nhà họ Trương là rác rưởi. Ai cho ông tự tin bôi nhọ nhà họ Trương? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 123.